Có nhiều người cả đời luôn là làm giống như cầm tiền trong tay luôn, mà lạ thay tiền vừa đến là mất liền. Có khi họ tức luôn, họ đổ thừa người này người kia, sân si gì chữ vợ, chữ chồng, chữ con. Là vì sao? Họ nói rằng tại mày mà xui rủi, tại mày. Không thôi ngày nay tao vô mánh rồi. Tại cái gì? Tại ông có phước á. Tại bà không có phước á, tại ai? Nà, cái người mà mình thấy họ thiếu phước là vì sẽ biết liền à. Họ là người sao là thiếu phước vì lo sợ, lo được, lo mắc, không quyết đoán. Nà, là người đang thiếu phước. Người này không có thành đạt đâu. Họ sẽ không có thành công trong công việc gì hết trơn á. Bây giờ muốn họ thành công trong công việc mà để thành tựu sự nghiệp của đời này, là trước nhất họ đừng có làm cái gì nữa hết. Họ cứ niệm Phật đi. Họ cứ đi tìm kiếm một ngôi chùa. Họ bây giờ nói đâu xa, vô chùa mình niệm Phật đi à. Vô chùa mình niệm Phật, vô chùa mình làm công quả để nó an định tâm lại hoàn toàn. Khi nó an định tâm lại hoàn toàn hết thì lúc đó về nhà muốn làm ăn, về làm ăn. Mà phải đem Phật Pháp để áp dụng vào cái việc làm ăn của mình. Rồi lúc đó đối với cái chuyện thành bại không nặng nề nữa, thì họ mới đi vào cái chỗ thành đạt trong sự nghiệp ở thế gian này. Hiểu chưa? Đó, 100% luôn. Còn nếu như con người đó bây giờ họ đang thiếu phước, là họ đang lo được, lo mắc, lo sợ tùm lum, rồi họ không quyết đoán được một cái chuyện gì hết, mà họ đi hỏi mình là họ muốn làm cái đó gì. Do họ muốn làm nên mình nói họ làm đi, chỉ họ trong một cái phạm vi nào họ làm đi. Nhưng mà nói họ thành đạt khó lắm. Dù quý vị có giúp họ, họ cũng không có thành công đâu. Có giúp họ cỡ nào họ cũng không thành công. Vì những đức nói rằng cái thùng họ bị bể rồi. Họ có đổ bao nhiêu nước vô cũng chảy hết à. Bây giờ là cái quan trọng không phải là kiếm nước đổ vào, mà cái quan trọng là phải hàn cái đáy thùng đó lại. Hiểu chưa? Hàn lại để cho nó chắc chắn lại đi. Rồi lúc đó có nhiêu đổ vô thì dính nhiêu à. Còn bây giờ mà tôi dạy khờ đi chạy đi tìm kiếm, đi múc nước trên núi trên non đem về đổ vào, đổ nhiêu chảy hết trơn nhiêu, còn bỏ công vô ích, tức tối vô cùng. Đó, nên những đức nói cái chỗ là rõ ràng, ngay cái chỗ niệm Phật để an tâm là sanh phước, là bích được cái đáy thùng đó. Nó, mười mấy năm nay làm thấy rõ ràng. Chính đây nè, đây là đem cái thùng bể đi đầu đường xó chợ nè, đi tìm đủ nước đổ vô, mà đổ nhiêu là chảy sạch ra hết nè. Mười mấy năm trên thành phố không có một cách mà còn xạo. Đã nghèo, đã xấu, đã thiếu học mà còn nhìn cao. Đây nè, ngày xưa trên thành phố là ao ước gì có vợ hộ khẩu thành phố. Nè, xấu mà nhìn cao nè, có được không? Không được một cái gì cả. Đây là cái gì? Đây là nói rõ với vị nghe là tên này nè, cầm cái thùng bể đi 11 năm cho thành phố nè, mà cũng là thông minh đó, cũng nhạy bén, tìm mọi cách đó, vẫn không chứa được một miếng nước nào luôn. Cuối cùng là bắt đắc chí đi vô chùa, mà ngay cái ngôi chùa niệm Phật. Thấy không? Cho quý vị thấy nè, vô ngôi chùa niệm Phật còn đúng 500 ngàn trong cuộc đời. Đi làm 11 năm chỉ còn 500 ngàn, lên tới chùa là còn đúng 500 ngàn luôn. Đây là 100%, không còn một cái gì nữa cả, còn đúng 500 ngàn. Là cái quan niệm trong tâm những đức đi tu nghĩ là trong chùa không có tiền. Nên những đức nói rằng là chắc chắn là vô chùa chỉ có biết làm, ai kêu gì làm nấy. Từ hôm nay mày không cần hơn thua với ai nữa. Đè đầu cỡ cổ cũng khùng luôn, tại vì đã quyết định vô đây là khùng chứ không có nói dòng do gì nữa hết. Đây là quan niệm của những đức đi tu nè quý vị. Xong còn 500 ngàn quỳ trước Bồ Tát Quán Thế Âm ở tỉnh Thác Quan Âm, bỏ 500 ngàn vào thùng Tam Bảo. Xong con không còn một cách, xin thầy cho ở cũng ở, mà không cho cũng ở luôn. Quỳ chứ Quan Âm nói như vậy đó quý vị. Vô xin cái thầy kêu xuống nhà bếp nấu ăn đi. Đây rõ ràng nè. Rồi là vô đó ai chỉ biểu là cứ làm. Không cần nói cái nghề nấu ăn gì của mình, vì mười mấy năm nấu ăn đã không kết quả rồi. Bây giờ nói cái nghề nấu ăn làm gì nữa. Để cho người ta chỉ mình đi, không cần nói nấu ăn nữa. Bây giờ mười mấy năm nấu ăn còn không thành công, vô đây dành nghề nấu ăn với người ta hả? Dù là chú đó ông nấu không bằng những đức, mà những đức không cần nói một câu luôn nữa. Để cho ông chỉ dẫn cho tôi luôn đi. Đến nỗi mà vô biết, quý vị biết rằng ăn chay mà trong đó, cái thời điểm đó toàn là chú đó ông kho đồ hũ trắng.
mà ông lót xả tiếng giữa, rồi ông chế nghệ lên, ngày nào ông cũng kho ba buổi, ông cứ kho như vậy. Ăn giết mà mình thì có cái tính thích ăn nước mắm. Có một lần gót miếng nước mắm mà quên xin ông chửi cho ông chập. Quý vị biết có miếng nước mắm thôi đó, nói vị coi đó, mà cứ là nhịn được hết dân, mà trong khi ngoài đời dữ còn hơn cái gì nữa. Vậy đó mà nó thôi, đã vô đây rồi là đã quyết định là khùng. Nó nói dầm vô vậy chứ nghe, kêu về làm nấy à, khùng. Vì nghĩ rằng mày mười mấy năm mày cố gắng ngoài đời mày còn không đạt được cái gì, mà mày vô đây mày làm cái gì đạt nữa. Khùng đại đi, ba buổi cơm sống cho qua ngày đoạn tháng. Đó là quan niệm của những đứa đi tu đó quý vị. Rồi những đứa ở trong chùa từ từ những đứa mới nhìn ra, thì ra là trong chùa cái danh lợi nó còn kinh ở ngoài đời. Rồi từ từ rồi những đứa mới chấp nhận cái hoàn cảnh trong đó và cố gắng phát triển. Thì rõ ràng là từ câu Phật hiệu này chứ đâu. Rồi thì những đứa mới nói với quý vị là thời gian những đứa tu trong chùa là rõ ràng là nó giá cái gọi là cái đáy thùng lại. Tự nó giá lại rồi nó có nhiêu là đậu nhiêu. Rồi bây giờ quý vị coi dùng tiền của chúng sanh thập phương luôn còn gì nữa. Con người này ngày xưa chính họ làm ra mà không có tiền xài, đứng nó dùng tiền của ai. Còn bây giờ chỉ có niệm Phật không à, dùng tiền thập phương rồi còn gì nữa quý vị. Nói quý vị coi cái công đức niệm Phật phải quá lớn không? Trời ơi, người ta không có chịu đi con đường này. Con đường này mà người ta đi là nó mau dữ lắm, chứ đâu phải lâu đâu trời. Tôi 11 năm ngoài đời có được gì đâu, tôi vô chùa mười mấy năm là tôi đã thành công quá trời rồi. Rõ ràng luôn á. À, làm vỗ tay hoài à. Chưa? Vậy thấy không? Nói đây là những cái thực hành rõ ràng 100% luôn đó quý vị. Bởi vì người ta nghe người ta thích, tại vì người ta đã cũng nếm được hương vị này rồi. Nhiều người đây nghe những đức và quý vị áp dụng, quý vị đã nếm được hương vị rồi còn gì. Hồi sáng những đức gặp một cái cô đến, cô gặp những đức, cô nói con nhờ thầy á, nhờ thầy đi đây nghe thầy giảng á thầy, con gặp bao nhiêu chuyện trong cuộc đời con mà giải tỏa được hết trơn á thầy. Thấy bỏ vô bao thư đem lên cúng dường, nói con gặp bao nhiêu sự cố trong cuộc đời mà nhờ thầy, con nghe thầy đó mà con quá giải được hết, con cảm ơn thầy lắm. Nói mà rưng rưng nước mắt, không phải là buồn khổ gì mà là cảm ơn á, xúc động quá quý vị. Mà không phải một người đâu, quá trời luôn. Bây giờ mà những đức cho mà đứng lên mà nói chứ không biết bao nhiêu người mà nói. Nhiều dữ lắm. Nào là buồn khổ thất tình, chồng bỏ, vợ bỏ, si cầu que, ba trợn, tá lả âm binh hết chứ. Quý vị coi cái pháp môn tịnh độ này chưa? Còn quý vị coi người mù biết bao nhiêu mà nói chưa? Không phải tịnh độ này thì làm sao làm được nhiều chuyện như vậy quý vị. Câu rất là hay nè. Thường cười thì có duyên, mà thường vui thì hạnh phúc. Thấy không? Phải thường cười là có duyên không? Quý vị gặp người xa lạ đi chăng nữa, mà gặp nhau chào cái mím cười cái là có duyên liền với người đó. Thường cười thì có duyên, mà thường vui thì hạnh phúc. Phải không? Quá đúng luôn. Thấy không? Bây giờ những đức nói với vị nghe, hai vợ chồng sống trong nhà không cần có tiền nhiều chứ, hai vợ chồng chỉ cần có cơm ăn áo mặn, cuộc sống ổn định. Hai vợ chồng cứ nhìn nhau cười, đi ra vô nhìn nhau cười hoài vậy đó. Vị thử cái hạnh phúc cỡ nào, nó quá hạnh phúc luôn á. Còn hơn á, người ta giàu sang phú quý, nhà cao cửa rộng biệt thự, mà một ngày người ta gặp được mấy lần? Một ngày gặp được mấy lần đâu. Những đức đã gặp nhiều người nhà giàu mà ở biệt thự lớn đồ kìa, họ buồn vô cùng buồn luôn quý vị. Đừng có nói mà giàu mà vui nghe, chưa chắc đâu. Những đức nói với vị nghe, quý vị mà tiếp nhận Phật pháp này, giàu thì vui theo giàu, mà nghèo thì vui theo nghèo, mà đẹp thì vui theo đẹp, mà xấu thì vui theo xấu à. Những đức nói bảo đảm 100% luôn quý vị, nếu mà tiếp nhận đi rồi quý vị sẽ thấy cái lợi ích của nó. Chính những đức mà ngày nào cũng vui quá trời, vui nhiều lắm. Là thấy ngày nào cũng sống có ý nghĩa chứ. Vì thấy không, những bài giảng những đức cứ lên trên cái trang liền liền, thấy chưa? Tư tưởng những đức nó cứ có liền liền, như bất chợt nhớ một câu thì kêu tâm viên xách máy quay phim qua giảng. Những đức thích giảng là giảng à. Bằng ngày lúc nào rảnh rảnh tự nhiên nhớ một câu đó hay quá, không có để cho qua.
là bắt đầu là ghi cái đề đó ra là giảng liền, xách máy quay phim qua giảng, hỏi chiều đi thầy, chiều quên, giảng bây giờ. À, cái cảm xúc nó đang có, phải không? Cảm xúc nó đang có thì phải lấy cảm xúc đó để phát triển liền, còn nếu mà để qua rồi thì mất đi cảm xúc, hiểu chưa? Nó nên mình tu cũng vậy, lúc mà mình đang hưng khởi tâm á, đang thích tu là phải cố gắng nỗ lực lên, đang hướng thiện là phải nỗ lực hướng thiện lên, hiểu không? Đang muốn tu thì nỗ lực tu, đang hướng thiện là nỗ lực hướng thiện, để khi mà cái tâm không muốn tu thì nhờ cái tâm muốn tu này nó chan qua một chút thì nó vừa đủ. Khi cái tâm không muốn thiện nữa thì cái thiện này nó mạnh quá, nó chan qua một chút thì vừa đủ. Hiểu chưa? Đừng có hẹn lặng hẹn lựa. Mình hẹn lặng hẹn lựa khi mà mình gặp sự cố á, là nó hạ xuống cấp là thấp hơn, là lúc đó cái ác nó tràn qua liền. Nên mình lúc cần làm thiện là phải thiện cho mạnh, để phát tâm mạnh mạnh lên. Khi mà nó nguôi nguôi thì lúc đó nó chan qua là vừa đủ với cái tâm tu của mình rồi. Nên những đức nói bây giờ, những đức tại sao háo hức? Vì tôi đang làm được mà, tôi làm tớ luôn, tôi làm cho gụng tay gụng chân luôn. Chứ đừng có nói mà tôi sợ mất công nó đi, hiểu không? Tôi lễ Quan Âm cho tớ bờ qua lá luôn, chứ đừng có nói chuyện giỡn chơi, hiểu không? Cứ làm tớ luôn thử coi, ai đi theo tôi thì theo, còn không theo tôi lại mình. Thấy không? Nó mà cái người tu tịnh độ, cái người niệm Phật niệm Quan Âm mà làm sao cô đơn được? Không có bao giờ mà cô đơn đâu, nói thiệt luôn đó. Bây giờ những đức nói nghe, những đức nói mà những đức mà tu mà những đức lễ Quan Âm mà những người biết những đức mà không đến lễ, những đức nói quý vị ở nhà quý vị cũng nhột nhạt lắm. Dù quý vị nói quý vị ở nhà bị lễ 1,000, 2,000 lại mà quý vị nhột nhạt lắm. Rồi mặt mũi nào lỡ gặp những đức ở đây. Lỡ gặp khó nói chuyện lắm quý vị. Đừng có nói chuyện giỡn chơi, tại vì những đức giảng pháp á, cái đầu óc những đức nó nhớ dai lắm, nó nhìn người ta là nó nhớ hết trơn à. Nhìn xuống là những đức thấy mặt, những đức nhớ hết trơn. Trong chùa bao nhiêu trăm người mà chỉ cần một người đi đến cộng tu lạ là biết liền. Nó biết liền, người sắp chủ ngủ mà khi chưa biết mà những đức biết rồi mà. Được cho quý vị biết đó nghe. Bây giờ quý vị coi cái tâm ý quý vị đang nghĩ cái gì, thì phải là những đức giảng ngay tâm ý quý vị không? Phải không? Vì chưa kịp nói ra là đã giảng rồi. Đó. Nên những đức nói rằng á, mỗi ngày á, mà truyền lửa giải thoát á, là hai cái bài giảng đó đó. Truyền lửa giải thoát cho quý vị đó. À, một câu ai Phật niệm đến cùng á, và quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc đó, là hai cái đề đó đó là truyền lửa giải thoát cho quý vị đó. Truyền hoài mà không nguôi á. Những đức nói cho quý vị nghe nè, cái lửa chằn này nó ghê lắm. Mình mà dứt cái lửa giải thoát hay là lửa chằn nó xen vô liền. Nên cần mỗi ngày nhịp nhàng hai cái công đoạn đó đó, hai cái bài giảng đó đó, cứ nhịp nhàng lai rai. Đừng có dài quá, nửa tiếng thôi là vừa rồi. Nó cứ nhịp nhàng hai cái đề đó để mà nuôi cái lửa giải thoát cho mình. Nó hừng hực cái tâm lửa giải thoát này, nó cứ liên tục, đừng có gián đoạn. Tại vì mình chỉ cần gián đoạn là cái lửa chăn này nó sẹt vô. Hiểu chưa? Nó mình mỗi ngày nghe pháp niệm Phật mà cái tâm cầu giải thoát á, là giống như một cái bức tường đang ngăn lại. Nó ngăn bít lại hết trơn, cái lửa chằn nó không có lọt vô được đâu. Mà mình chỉ cần mà ngưng cái tâm đó lại cái là tức khắc nó cái đoạn đường nó bị có khoảng cắt ngang liền. Mà vừa cái khoảng cắt ngang thì bị biết cái lửa chằn nó đang đầy dữ lắm. Nó đang đầy mà nhờ bức tường này nó chặn lại. Thì bắt đầu vừa mới cắt ngang cái là lửa chằn nó chảy vô liền vậy đó. Nó nên con người mình nó rất là dễ thối tâm. Trong cái cõi đời này tu dễ thối tâm dữ lắm. Mình may mắn thay mình gặp ông thầy ông nhiệt tình, chứ không có ai mà ngày nào cũng giảng hoài vậy chứ bị nghe đâu. Đây là những đức thấy rõ ràng. Ngày xưa những đức biết vị thầy, thầy cũng muốn giảng mỗi buổi sáng. Thầy giảng mỗi buổi sáng thời gian, nhưng mà thầy bỏ cuộc. Nhưng mà cái cách giảng của thầy là những đức quên. Ở đây những đức nói là bỏ cuộc. Tại vì sao? Cái thời gian không phù hợp nên thầy giảng thầy bỏ cuộc. Quý vị biết cái thời gian những đức giảng gì, những đức đâu bỏ cuộc đâu. Thí dụ như những đức đi tu, những đức canh cái giờ là tu xong về, còn thời gian của những đức là
một tiếng tới giờ ăn cơm. Thì Nhân Đức lấy thời gian đó, Nhân Đức giảng nửa tiếng rồi xong Nhân Đức đi xuống ăn cơm với chúng. Nó đi theo cái quy trình nó rất là điều luôn, chứ không phải rằng là tự nhiên mình tu xong rồi mình không coi thời gian, bắt đầu mình lôi chúng ra rồi bỏ cơm bỏ nước mình giảng. Thời gian mình bỏ cuộc là phải rồi, vì mình lôi người ta ra người ta chưa ăn cơm mà ta nghe mình giảng thì tâm trạng người ta đói bụng, thì cuối cùng cái tâm đó người ta phản ngược tâm, thì mình bỏ cuộc là chắc chắn, hiểu không? Đó, thì Nhân Đức mới lấy buổi sáng đó giảng nửa tiếng một câu ai Phật niệm đến cùng, xong Nhân Đức mới xuống ăn cơm rồi nhắc nhở chúng, nói chuyện với chúng quá trời vui luôn. Xong hết trơn cái làm cái đoạn phim nửa tiếng đó, làm đoạn phim nửa tiếng đó để lên mạng, cái buổi trưa ăn cơm ở đây bắt một câu ai Phật niệm đến cùng cho chúng coi. Đó là cái cách mà quản chúng sâu sắc, vì nửa tiếng là đúng giờ cơm, đúng không? Nửa tiếng là đúng giờ cơm. Còn nếu bây giờ mình giảng một tiếng, ai mà ăn cơm một tiếng thì chúng phải ngồi đợi buổi trưa ngắt ngơ ngắt nghéo coi không có được, nên mình giảng nửa tiếng là đúng giờ cơm. Người ta ăn cơm sẵn, ăn cơm nghe luôn nửa tiếng đồng hồ, nên mỗi đạo tràng là hai thời sáng tối là hai bài giảng, nên quản chúng mỗi chùa mới được ổn định. Đây là cái góc độ mà Như Đức đã nêu rõ cho vị nghe rồi đó, vì để ý vị làm đi. Nếu như quý vị là chủ trì chùa mà nhiều chùa bị làm vậy đi, chịu cực một chút mà không có cực đâu, nửa tiếng mà cực cái gì, nó cứ giảng với nó quen à, rồi cứ đi hoài ngày hai bài giảng, hai bài giảng làm hoài vậy đó, rồi cứ bắt lên cho chùa trên chùa dưới gì nghe đi, người ta nghe mình hoài thì cái nuôi cái dưỡng cái tâm đó hoài với mình, thì tức khắc mình quản chúng, mình coi, mình nói chuyện người ta nghe. Còn này mình giảng tiếng rưỡi đồng hồ, một là người ta bỏ cơm, hai là không bắt được cái ngày giờ cơm được, mà mình giảng tá lả âm binh cho người ta nghe đầu trước người ta quên đầu sau. Nửa tiếng thì nó cô động dễ hơn, hoặc 20 phút, hoặc 25 phút cũng được, có khi mười mấy phút cũng được, tùy theo cái cảm xúc của mình đang giảng. Nếu như mà giảng đến đây cảm thấy đủ rồi thì nghỉ, chứ đừng có bắt buộc mình phải theo quy tắc thời gian, vậy thì khi người ta nghe nó cũng thấy ngán nữa. Nên quý vị thấy những đức chia sẻ những điều này, quý vị thấy rất gần gũi chưa? Quá gần gũi luôn mà. Đó, những gì những đức làm, đức nói rõ cho quý vị nghe đó. Tại sao mà có nhiều người đặt câu hỏi, ông thầy Đức này sao mà ông coi 3-4 điểm đạo tràng hay chợ? Đó, tuy những đức bây giờ đang ngồi đây mà bên mấy đạo tràng bên kia ta đang niệm Phật sùm bên đó, đang tú bên đó, rồi chưa rõ đầu ta bắt pháp bên ta nghe bên rồi đó. Nói vị coi thì lúc nào những đức cũng là phân thăng nữa bên kia, thấy không? À, bây giờ nó đang phát triển về cái hiện đại hóa quá, mạng truyền thông nó phát triển, chúng ta tại sao mà không biết dùng cái mạng truyền thông này để truyền tải Phật pháp quý vị? Nó, quý vị nên lập nhiều cái trang trên mạng đó, đạo tràng trên không trung, quý vị cứ lập ra đi, mỗi ngày cứ đem những buổi giảng để lên. Những đức nói quý vị nghe nghe, mạng truyền thông mà biết kiếm tiền cũng là đặc sắc lắm đó. Không có đơn giản đâu. À, có cái chú kia, ổng lập ra một cái trang, ổng đến ông gặp những đức, ông nói con cảm ơn thầy, con bây giờ không cần đi làm nữa thầy, mỗi ngày lấy tất cả các buổi giảng của thầy, thầy quá nhiều rồi. Người ta thì lâu lâu mới có một buổi giảng, muốn lấy cái của người ta không có bao nhiêu, nhưng mà buổi giảng của thầy do quá nhiều nên con chịu khó con nghe buổi giảng của thầy nửa tiếng, xong con lấy một cái đề, một cái câu quan trọng trong buổi giảng của thầy, xong con cắt gọt lại, con làm ra một cái đề mới, rồi con đưa lên cái trang của con. Mà bây giờ cái trang của con mà mỗi lần mà để vào là cái số lượng người một ngày coi có khi mười mấy 20 ngàn người, mà con để một ngày mấy buổi của thầy luôn thì thầy nghĩ đi, một tháng của con kiếm nhiều tiền lắm thầy, kiếm rất là nhiều tiền luôn. Chú này ông nói rằng là ông kiếm tiền một tháng gấp 3 lần ngày xưa ông đi làm lương, ghê không? Ông nói ngày một tháng ông kiếm gấp 3 lần khi mà ngày xưa ông làm lương. Nhưng đức nói rằng chú còn có phước nữa, tại vì sao? Vì chú đem pháp chú truyền tải cho người ta, chú dùng đa dạng phương tiện, miễn sao người ta nghe pháp thôi à. Còn hơn một số người câu like mà người ta ghi chép cái này, hoặc là người ta hình ảnh cái này kia, không có hay, không có giải thoát. Còn này là chú đưa pháp cho người ta nghe, chú thấy trong cái bình luận không, người ta cảm ơn chú quá trời luôn. Trong bình luận người ta cảm ơn mà, người ta nghe được cảm ơn. Nó mà thường mấy cái trang đó, đó là cái kết nối đó, nó rộng lắm, nó mau lắm, ngộ thay. Còn cái trang của mình là cái trang mà không có lấy tiền, nên cái trang của mình nó lại chậm hơn người ta, ngộ với nó nghe. Mà cái trang, mấy cái trang đó thì nó phát triển rất là nhanh luôn quý vị à, mà nó biết cách quảng cáo thêm cái nữa thì nó lên nhanh dữ lắm.
Từ từ cái trang rất là nổi tiếng luôn. Mà thấy cái trang mình là lại là cái trang chuyên tu. Cái trang mà người ta thích ông thầy này là người ta giới thiệu luôn vậy đó. Mà bắt đầu là cái trang nó nổi luôn vậy đó quý vị. Là mau lên cấp kỳ. Biết cách là những đức nó trong cái thời cuộc hiện đại này, chúng ta cũng làm theo cách hiện đại, truyền tải Phật pháp hiện đại luôn. Sao không làm? Những đức thì không có biết nhiều, nhưng mà đức biết chỉ quý vị đó. Thật sự thành công mà. Bởi vì bây giờ những buổi giảng như đức nhiều gian lắm, nhiều gian chia sẻ lắm. Nhưng mà cái đặc biệt cái quý vị khéo quảng cáo hay không, chúng sanh nó lạ tay là họ thấy cái gì lạ lạ, cái đề gì mà sốc sốc họ nhào vô, họ coi rồi được là họ coi luôn, không được thì bỏ cuộc, nhưng mà bấm vô là được một like. Hiểu không? Nên quý vị thấy mà cái đề những đức giảng nè, thí dụ như á, nghiệp chướng đến cách nào để tiêu trừ, phải là thu hút không? Thu hút cái gì? Thì ai mà cũng vậy, trong cái cuộc đời này ai mà không nghiệp chướng đến, thì ai mà không muốn tiêu trừ, nhưng mà nó không giải cái câu đó ra. Nó là nghiệp chướng đến cách nào để tiêu trừ, là nói là đặt câu hỏi cách nào để tiêu trừ, rồi họ mới vô họ nghe thử coi sao mà tiêu trừ. Đó, đúng không? Ý là như vậy, chỉ vậy đó. Cái đề phải là câu hỏi, nhưng đáp án để ông thầy giảng. Gán nghe đi, rồi tự nhiên biết. Thấy không? Cái này là cái đặc sắc nè. Đó, chứ quý vị đừng có viết cái đề mà nó lý giải luôn. Nó lý giải rồi, đừng có viết cái đề lý giải, mà viết cái đề là câu hỏi. Câu hỏi ông thầy giảng là đáp án. Nhớ nghe. Nên từ nơi đó mà mỗi một người mình phải khéo léo để đem Phật pháp truyền tải. Vì thật sự mà nói, chúng ta đã gặp Phật pháp là có niềm vui rồi, và sống rất là có ý nghĩa quý vị à. Sống ý nghĩa quá trời luôn. Mà chúng ta cảm thấy một có một cái chỗ bình an vô cùng trong cuộc đời mình. Bây giờ những đức nói với vị nghe, chúng ta sống với chồng mình mấy chục năm, mà có khi giữa mình với chồng mình đụng một cái là chia tay liền. Rồi của cải chia ra, rồi con chia ra. Đôi khi mà muốn cho đứa con này theo mình, đứa con kia theo cha, tùm lum. Quý vị thấy không? Mà trong khi chung chăn sẽ gói bao nhiêu tình cảm, vậy mà đùng cái là bắt đầu là tiền bạc vật chất lôi ra liền vậy đó. Là chúng ta thấy cái đồng tiền đó, nó xé tan tình cảm của mấy chục năm giữa tình vợ nghĩa vợ chồng. Và tình bạn bè mà có khi vì tiền mà nó xé tan tình bạn luôn vì coi. Vậy đó mà bây giờ chúng ta đi về đây, chúng ta cảm giác rằng mình có một điểm nương tựa gì bình an lắm. Mà nó bình an đến khi mà mình tuổi già, rồi mình lại cảm giác rằng thầy có thể giúp cho mình. Khi mà tuổi già nội mà thấy cái việc mà mấy bà cụ già trong chùa mắt thôi, mình cũng cảm thấy một đời người có ý nghĩa. Khi kết cuộc đời người rồi, thấy nó quá ý nghĩa rồi. Nên từ nơi đó mà mình về đây á, mình lấy cái tình người giữa con người đến với con người gì nè, mình sống với nhau. Nên cảm giác ngôi chùa mình là một đại gia đình quý vị. Nó là một ngôi nhà to, nó là một ngôi nhà lớn đó, để dung chứa bao nhiêu con người á. Chỉ cần ai có cái tâm muốn hướng về thì tự nhiên mình sẽ vô căn nhà này được à. Đó. Chứ không phải là cái ngăn khoản tiền bạc gì đâu. Chứ đừng có nói rằng con bỏ bao nhiêu cái ngăn khoản tiền bạc con mới vô ngôi nhà này. Không, ngôi nhà này chỉ dung chứa những trái tim con người muốn đến. Hiểu chưa? Nhiều thôi đó. Trái tim con người muốn đến đây thì tự nhiên chúng ta sẽ vô căn nhà này. Còn nếu như mà họ không có trái tim đó mà họ chỉ có tiền không cũng vô không được. Vì họ có tiền không, họ vô đây vẫn thấy lạc lõng và vẫn thấy mình cô đơn. Tại vì sao? Vì mình không có nhập cảnh nhập duyên với người ta được. Mình cứ cho mình là đỉnh cao, mình cứ cho mình là người giàu, mình cứ cho mình là người có cương vị, rồi mình không có nhập cảnh với người ta. Đã là con người thì dù là cao hay lùn hay đẹp hay xấu gì cũng là một con người. Quý vị cao thì quý vị cũng là hai con mắt, một cái lỗ mũi, một cái miệng. Chứ đâu phải là quý vị cao là quý vị được bốn con mắt đâu. Quý vị cũng là một con người như vậy thôi. Mà đã là con người thì ai mà không có một cái tâm thương nhau, quý nhau và giúp nhau, đúng không? Nên mình có cái tâm thương nhau, quý nhau, giúp nhau bằng cái tấm lòng chân thật á, thì cái tấm lòng đó nó cảm hóa quý vị à. Chứ nó không phải là dùng những lời đường mặt được đâu. Vì lời đường mặt nó vẫn có những lúc bị người ta nhìn thấy hết trơn, biết hết trơn gì mình. Mình phải làm chân thật, rồi mình phải có phương tiện khéo léo. Mình nhiệt tình nhưng mình phải nói chuyện làm sao thu hút. Thì trong cái cõi đời này nó phù hợp là cái Phật pháp hiện đại hóa. Còn nếu như quý vị khô cứng chết, queo cứng ngắc luôn, thì cái chuyện này người ta khó tiếp nhận quý vị lắm.
quý vị phải nhạy bén vui vẻ, vì thấy không, những đức nói chuyện rất là vui vẻ, nhạy bén, thu hút. Rồi quý vị đi đến đây mới dùng cái tình cảm bằng cả trái tim mình đến nhìn ta, thì nó mới đậu được nè. Rõ ràng mà. Đó. Nên á, chúng ta nếu thật sự nhiệt tình và có bản lãnh, cứ tha hồ mà quảng cáo đi. Vì sao? Vì quý vị có bản lãnh, quý vị làm được, vì giúp người ta được thì quý vị cứ quảng cáo đi. Nếu như quý vị mở một công ty, một cơ sở làm ăn buôn bán mà quý vị có thể nhiệt tình làm đúng thì quý vị cứ tha hồ mà quảng cáo. Vì ai đến cũng đậu hết trơn á. Còn nếu như quý vị là giả dối, vì có quảng cáo xạo cỡ nào đến một lần đi hết trơn. Nó cho quý vị biết á. À, đừng có nói chuyện giỡn chứ. Thấy không? Đó, có một cái vị thầy này chủ trì chùa đến gặp Như Đức hỏi một câu: cách nào để phát triển một ngôi chùa nhanh nhất? Những Đức nói nhanh nhất thì Phan hãy nói câu này, vì không có ai mà nói thành công mình đòi hỏi câu nhanh nhất chứ. Tôi cũng muốn nhanh nhất, ai cũng muốn nhanh nhất chứ, hiểu không? Trước nhất chúng ta hãy chân thật nhiệt tình trước đi. Phan hãy nói chữ nhanh nhất, hiểu không? Giống như ăn mì nhiều nó cũng bị nổi mụn. Tại vì sao? Ăn liền, hiểu không? Nên nó ăn cơm chắc ăn lâu lâu, ăn gói mì chơ thôi thì được. Hiểu chưa? Cơm á, là nhiệt tình đó. Tại vì sao? Quý vị từ nhỏ tới lớn đa vòng quý vị ăn cơm chứ ăn cái gì. Nên cơm là nhiệt tình. Nó... Nên tại sao á, nước ngoài như nước Mỹ nó thiếu nhiệt tình? Vì nó ít ăn cơm quá. Hiểu không? Người Việt Nam chúng ta nhiệt tình nhiều vì người Việt Nam chúng ta ăn cơm nhiều. Vẫn còn nguồn gốc của tổ tiên ông bà nhiều hơn. Nên người nước Mỹ con 18 tuổi nó có quyền đi đâu đi. Nhưng người Việt Nam chúng ta dù là lớn tuổi mà ở bên cạnh cha mẹ, cha mẹ vẫn chăm lo thương con như thở nào. Nó cái nguồn gốc của người Việt Nam chúng ta. Vì sao người Việt Nam chúng ta không ăn như Mỹ? Vì người Việt Nam chúng ta không muốn bỏ đi nguồn gốc nên thường ăn cơm. Đó. Hiểu không? Nói vậy ai nghe mà không thích. Hiểu không? Nếu mà nước Mỹ nó nghe thì nó có nghe được đâu. Đó. Người Việt Nam, Việt Kiều bên Mỹ nghe vẫn thích. Hiểu không? Mà chỉ có Mỹ là không biết cái gì thôi. Mà mình nói cái này mình cười mà mấy Mỹ nó coi nó cũng cười. Tại vì nó cười theo. Đâu có biết nói gì đâu. Hiểu không? Nên những Đức nói rất là có lý, là cái chuyện là ăn cơm là đúng lắm. Hiểu không? Nếu như một gia đình mà thường ăn mì thì người đàn bà đó sẽ dở. Phải không? Cái người đàn bà trong nhà đó mà thường cho gia đình ăn mì, ăn hủ tiếu, ăn phở thì người đàn bà trong gia đình đó, người vợ đó dở. Lo kiếm tiền mà không có đảm đang. Đúng không? Nói ha. Nên chùa mình á, đa phần ăn cơm nên mấy cô trong chùa mình đảm đang. Ghê dữ biết, cười dữ, nghe quá dữ, cười dữ. À, mà sự thật là như vậy. Nhiệt tình bưng từng mâm cơm cho những đứa ăn mà còn nhiệt tình từng chút, quý vị thấy đảm đang không? Những đứa mà không đi tu á, những đứa nói thiệt chứ, còng lưng mà về không biết có mì ăn không? Chứ đừng có nói là cơm. Nó thiệt á, nếu mà không đi tu, có nghĩa là ăn bờ ngủ bụi. Nhờ đi tu mà có được cơm trắng ngon, rồi mỗi món đồ ăn còn lấy bọc bịch lại đàng hoàng, quý vị thấy chưa? Những đức nhìn mâm cơm, những đức nói mô Phật, cảm ơn Phật. Cảm ơn Phật mà con có ngày hôm nay, cảm ơn Phật. Thấy không? Nó đây là 100%. Quý vị chỉ cần để ý những đức giảng thôi thì quý vị thấy là cái lòn lách của những đức tịnh độ đi vào bên trong nhân sinh rất là sâu sắc luôn. Nó không đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Phải nghe cho kỹ nha. Đó, thì quý vị mới thấy ra tất cả những gì như Đức nói nó lòn lép tịnh độ vô đó. Nói quý vị thấy rõ ràng không? Mà như Đức nói đúng mà. Như Đức mà rồi được một cái mâm cơm ăn là nhờ niệm Phật chứ gì.
Rồi những đức nhờ niệm Phật, những đức mới nhiệt tình lo cho quý vị nè, những đức mới phát tâm lo cho quý vị nè, thấy không? Rồi những đức cực lực nhiệt tình với lễ, quý vị thấy lễ Quan Âm không? Những đức cực lực như vậy là nhờ những đức tu, những đức mới làm ra như vậy. Nó không tu không làm đâu, dễ gì mà có làm quý vị cũng không có đến. Tại vì sao? Vì không có cái duyên đó. Nó rõ ràng luôn. Nên bây giờ chúng ta gặp nhau trong cuộc đời này thấy mình mừng quá rồi. Mình mừng bây giờ Hòa Thượng này xây chùa mà mình lại có cái duyên tu hành. Bây giờ mình lại gặp nhau trong cuộc đời này thấy mừng quá. Nên những đức nói các cô còn chồng hay các chú còn vợ thì cứ sống nhiệt tình, sống bên nhau cho hạnh phúc đàng hoàng. Có duyên thì hết lòng hết dạ mà sống với nhau cho tốt. Còn nếu như mà có những người giữa đường gãy gánh á, thì thôi đừng có tìm cái gánh nào chấp làm chi. Nó mệt quá rồi, nó cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, nó không có còn cái gì nghĩ ngợi nữa hết á. Nếu như mà không gặp những đức thì muốn chấp gì đó là chấp. Biết sao không? Vì sao mà vì không gặp những đức vì muốn chấp gì chấp không? Vì quý vị không gặp những đức vị buồn quá. Buồn. Quý vị không có những cái tâm sự tặng đáy lòng, nên quý vị mới tìm cái gánh khác để tâm sự. Thấy không? Còn bây giờ quý vị đã biết những đức rồi thì quý vị đừng có tìm cái gánh thế gian chi nữa. Hiểu chưa? Hãy sống như vậy, làm cha, làm mẹ hết trách nhiệm của mình. Dù cực khổ nhưng nhiệt tình nuôi con. Sau này mình già đi chăng nữa, con mình vẫn thấy rằng mẹ cha tôi là điểm tự hào cho tôi. Đó. Bây giờ rước về làm chi nữa, bây giờ đi vòng vo làm chi nữa. Bây giờ tiền nhiều một chút thì lo cho con nhiều một chút, nhưng mà mình đi làm bậy làm bạ làm chi. Mình bây giờ mình đã thôi chồng rồi, mà bây giờ mình không có chồng nữa, mà mình lại cặp người này người kia làm chi để có tiền. Mình đừng có làm điều đó làm chi. Vì mình làm điều đó mà đồng tiền mà cho con mình cảm thấy hổ thẹn lắm. Bản thân mình dại khờ mình mới đi làm điều đó. Nhưng ai đã lỡ điều đó rồi thì nghe những đức rồi bỏ dứt liền thì được. Tại vì ai cũng có cái sai, sai rồi thì bỏ đi, nghe rồi hiểu rồi. Con mình thật sự mà nói, dù là mình cho nó tiền ít, nhưng nó vẫn mừng vui khi mẹ tôi từ đôi tay cực khổ làm ra đồng tiền chân chánh thật thà mà nuôi tôi. Tôi tự hào có mẹ có cha tôi được như vậy. Tôi không bao giờ tự hào khi mẹ tôi, khi xa cha tôi mà lại bước thêm bước nữa, dùng đồng tiền của những người đàn ông khác để nuôi tôi, hoặc là cha tôi ông sống với bà đàn bà khác để lấy tiền đàn bà khác nuôi tôi. Đó là những cái hành động mà tôi thấy mẹ cha tôi không có phẩm chất sâu sắc gì một con người có đạo đức. Hiểu chưa? Hiểu không? Nhưng nếu mình làm con, mình biết cha mẹ mình như vậy thì mình cũng đừng bao giờ đối xử với cha mẹ mình tệ, hoặc đừng bao giờ đối xử mà nói những lời làm cha mẹ mình đau lòng. Vì cỡ nào thì cha mẹ mình cũng vì quá thương mình, họ không còn phương hướng, không có điểm tựa hướng dẫn nên họ làm sai. Chúng ta luôn luôn có cái tâm thông cảm hết đi. Nhưng mà mình đã nghe được rồi, quý vị nên nhận thức những điều này. Những điều này sâu sắc lắm quý vị à. Vì trong cái cuộc đời này xã hội đang phát triển, về cái việc mà vợ chồng đến với nhau và chia tay nhiều quá. Cái sự chia tay trong cái cuộc đời này là do gì? Vật chất đó quý vị à. Chỉ cần vật chất thiếu thốn và quá cực khổ, rồi sanh ra sự phiền não, câu có khó chịu, rồi dùng những lời nặng nề đến với nhau, rồi từ đó mà chia tay nhau để đi tìm một phương hướng mới. Cái đó là cái mà xã hội phát triển bây giờ. Thêm một cái nữa là chồng cũng kiếm tiền được, mà vợ cũng kiếm tiền được. Nên chỉ cần ông xúc phạm tôi thì tôi chia tay với ông. Tại vì tôi kiếm tiền được, tôi đâu phải là ăn bám ông đâu mà tôi sợ. Nên cái tâm đó là một cái tâm mà gọi là vợ chồng dễ chia tay nhau. Chúng ta là vợ chồng của nhau thì cố gắng làm sao mà có thể mỗi người nhượng bước. Đừng có ai cũng tiến, ai cũng tiến thì đụng. Đúng không? Giống như hai chiếc xe nó chạy tới với nhau, mà chiếc xe này thấy nó gần tới chiếc xe kia thì phải thắng lại. Chứ nếu nó không thắng thì hai chiếc xe đụng, mà hai chiếc xe đụng thì hai xe chạy, mà hai chiếc xe này chạy thì phải tốn tiền. Nên chúng ta sống với nhau làm sao mà người tiến thì người lùi, mà người lùi thì người tiến. Đó là sự hỗ trợ để giúp nhau thành công. Quan trọng lắm đó nghe. Mấy cô mà về đây nghe gì thấy nó cũng thấm thiết, thấy nó cũng là một phương hướng chuẩn cho mình.
Thấy chưa, dù cho sau này có gãy cái gánh gãy cành gì đúng không, thì mình thấy mình cũng có chỗ để nói gánh nói cành. Không mà quý vị nói với những đức là thấy nó ngon, thấy ngon thiệt, mấy ông thấy ngon thiệt, thấy không? Nói với mình đâu có làm cái gì mấy bà nữa đâu. Không, mấy bà nói với những đức là từ đây tới cuối đời mấy bà ở không luôn. Hiểu câu ở không không? À, còn nếu mấy bà còn nói tào lao là coi chừng mấy bà không có rảnh đâu. Không có rảnh, ai cho mấy bà rảnh? Hiểu không? Hiểu không? Nó cá không ăn muối cá ương. Những đức nói với vị nghe nữa, con người mà nó không có hương vị là nó ương liền. Nếu mà nó không có cái hương vị của Phật pháp là nó ương á, chứ đừng có nói chuyện những dơ ha, còn sồn sồn á, mà xa chồng xa vợ là nó ương liền á. Nó ương bằng đêm nó kêu ngao ngao sụp, đúng không? Nên từ nơi đó đó mà mình nhờ cái hương vị Phật pháp này nè, nó giúp cho mình có nụ cười, nên xóa tan những sự cô đơn trong cõi lòng đó. Không? Nó nên có nhiều cô nói rằng là con là nhờ thầy mà con không có cô đơn. Nó đúng rồi, lời nói thôi đó mà không có cô đơn. Và thêm một cái nữa, họ thấy rằng cái điểm nương tựa thấy bình an. Họ nhìn từ nhiều người già đó mà họ thấy ra. Vì tương lai mình cũng sẽ đi đến tuổi già thôi. Thì bây giờ mình cứ sống lai rai mình tu đi. Chứ mình đòi hỏi chi cao xa nữa. Mình đã biết tu rồi, mình đâu có ăn diện như ngày xưa nữa đâu. Mình đâu có đi làm cái này làm cái nọ, sửa sang sắc đẹp tùm lum tùm la làm chi nữa. Mình đã hiểu rồi, mình sửa cái tâm mình á, rồi từ từ nó đẹp thôi, có gì đâu. Nhiều cô về chùa mình đâu có sửa gì đâu, mà các cô càng ngày càng đẹp. Ngày xưa mới đến đây còn tóc này tóc nọ tứ tung lang tang, mà gặp những đức giết là đen thui. Hiểu không? Thấy không? Nên từ nơi đó vậy là thấy yên nhất luôn đó. Mà nó gọn nghe, nó gọn. Nó rồi không có tóc mà bay bay trong gió gì nữa mà gọn ghẻ hết trơn à. Hiểu không? Mà nó mát mẻ nữa mà đỡ tốn xà bông gọi. Mà nó lại thấy trẻ chung đó, chứ không phải giỡn đâu. À, mà vui cười nhiều. Nên từ nơi đó mà cái hạnh phúc của chúng ta khi gặp Phật pháp là chúng ta thấy mừng dữ lắm quý vị. Mừng dữ lắm khi mình gặp Phật pháp. Nhất là sống trong cái cõi đời ô trược, cái cõi đời mình nhiều sự hơn thua đấu đá này nè. Mà mình thấy rằng là mình mừng lắm, mình có được điểm bình an nương về. Rồi mình hiểu đạo rồi, tự nhiên mình biết đủ để làm vui. Biết đủ để thường vui là được rồi. Ngày xưa ngoài đời mình chưa tu, mình thấy người ta có cọng dây chuyền gì lạ lạ là mình đã muốn có rồi. Mình thấy người ta có bộ đồ gì lạ lạ là mình cũng muốn xe xua theo. Nên cái khổ gì vật chất, cái nô lệ gì vật chất mà làm cho mình lao theo cái dòng xoáy của cuộc đời để mất đi cái sự thiện tâm của mình. Thấy không? Cái người mà lao theo cái dòng sống của cuộc đời ấy, nó mất đi cái thiện tâm. Còn mình bây giờ mình hướng đến thiện tâm thì mình xua tan đi cái dòng xoáy của cuộc đời. Thấy không? Đó. Có những lúc mà nói nó nhẹ nhàng nó cũng cảm thấy mùi mặn lắm quý vị. Thấy không? Nó nói là ru người vào giấc ngủ say à, đúng không? Nhẹ nhàng nó cũng thấm lắm chứ không giỡn đâu nghe à. Tại vì có những lúc mình nói rất là vui, nhưng có những lúc mình thăng trầm cũng nó cũng trầm lắm chứ không giỡn đâu. Tại vì đây là kiếp nhân sinh mà quý vị, nó ai mà không muốn tìm chỗ bình an mình tìm về. Nó nói chim khôn lựa cành mà đậu, phải lựa cái cành nó ngon lành mà đậu. Suy nghĩ cho thật kỹ, sự chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng nữa đó. Nó cứ chọn lựa cho nó chuẩn xác. Những đức thì nghĩ rằng một đời đi qua rất là mau, nên bây giờ mình cứ cố gắng. Thật sự mà nói hết sức là cố gắng luôn đó. Suy nghĩ ra bao nhiêu cách để cho chúng sanh được lợi ích luôn. Cái đầu những đức bây giờ là suy nghĩ cái chuyện lợi ích cho chúng sanh thôi. Bây giờ những đức khuyên quý vị nè, mình là người học Phật, tuy là mình cầu sanh cực lạc, những đức khuyên quý vị đừng có nên làm khác người khi cầu sanh cực lạc. Đừng bao giờ nghĩ rằng là mình nên tiêu cực cái cõi ta bà này. Đó là quý vị sẽ khác người liền đó. Làm sao mà tiêu cực ta bà được? Ta bà là một cái nền để chúng ta bước lên cực lạc.
mà mình phủi đi cái cõi ta bà thì làm gì quý vị sanh về cực lạc. Tiêu cực ta bà có nghĩa là quý vị sống trong cái cõi này, quý vị dù là hạnh phúc, dù đầy đủ vật chất, nhưng quý vị biết nó là vô thường nên mới gọi là tiêu cực ta bà. Chứ không phải là tiêu cực ta bà là đá đổ hoàn cảnh, không phải đâu. Đối với cái ăn mình phải lo đầy đủ, đối với cái ngủ nghỉ mình phải lo đàng hoàng, đối với đồ đạc thì mình phải lo sạch sẽ, đối với bệnh hoạn thì mình phải dưỡng cái tâm. Mình làm như vậy làm sao gọi là tiêu cực ta bà? Là mình sống trong nhân sinh đẹp. Quý vị tu học như vậy ai nói quý vị tào lao? Còn cái này tự nhiên ấy, mà nghe không hiểu, buông xả. Xả cái gì kỳ cục cái trời. Cái trường hợp mà ngày xưa tới giờ như Đức thấy, mà nhất là ngày xưa như Đức mới vô chùa tu là thấy nhiều nhất. Từ khi như Đức hướng dẫn tới bây giờ là không có gặp trường hợp này. Một là không có duyên thì dứt luôn. Không có duyên mà lượng ương làm gì? Còn duyên ở trong nhà thì đừng có chặn ngang chứng giữa nhà. Năm bảy, đã vợ chồng sống với nhau mà đi chặn miếng vách chứng giữa nhà để nấu cơm bên đây, đưa tô cơm qua bên kia cho ăn, để xả tàu lao. Xả muốn chết được mà xả cái gì mà xả? Nó chưa có được mà sao xả? Hiểu chưa? Chặn một bên đưa tô cơm, nhìn cái tay cũng tức. Đến một ngày nào nó đá văng cái miếng vách chứng giữa nhà ra, lúc đó mới có chuyện rồi bỏ tu luôn. Thà mình cứ lai rai đi rồi mình niệm Phật. Tại là vợ chồng mà, hiểu chưa? Cứ bình thường như kiếp nhân sinh đi. Mà mình nói với nhau nghe rằng là vô thường, mình nói về vô thường không tồn tại, hiểu không? Vô thường không tồn tại. Dù có tình cảm gì đi chăng nữa, một ngày nào cũng chia tay. Tại sao chúng ta không chọn Tây Phương Cực Lạc mà về? Về Tây Phương Cực Lạc, hiểu không? Nên á, mình khuyên người ta, bạn đời của mình nói chuyện nhau nghe, biết tu nhau dễ nói lắm, hiểu chưa? Chứ đừng có làm cái chuyện trời ơi, tự nhiên chặn cái vách chứ giữa nhà. Cái trường hợp này là tào lao, không đúng. Nếu Phật pháp mà như vậy là cái pháp tu này nhất định sẽ bị người hiện đại này người ta cười chê cho mà chết, hiểu chưa? Người ta cười chê mình đó. Nó rồi buông xả tự nhiên nghỉ tắm. Người ta gặp người ta chạy mắt dép luôn còn tu gì nữa. Có nhiều bà buông xả mà tự nhiên không đánh răng. Không đánh răng luôn. Nghỉ tắm không đánh răng luôn. Rồi đồ mới không bận, lôi đồ cũ ra bận không. Còn đồ cũ đồ rách không ủi luôn. Thôi tôi không có kêu buông xả kiểu này đâu. Mà đạo Phật dạy buông xả cái gì? Buông xả cái tâm hờn dặn hẳn chắc đó đó. Buông xả cái tâm không vừa lòng không vừa ý. Buông xả cái tâm ích kỷ nhỏ mọn. Buông xả cái tâm bất hiếu với cha mẹ đó. Buông xả cái tâm vô tình vô nghĩa. Còn cái cuộc đời ở thế gian càng tu càng tốt, càng tu hoàn cảnh càng tốt, càng đẹp, càng vui, để cho người ta tu. Cái này mà xả nữa thì thế giới cực lạc gì làm gì? Cái này mà xả nữa thế giới cực lạc bị gì chi nữa giờ? Thế giới cực lạc á, trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, nhiều kinh tán thán là gì? Một quốc độ đẹp, một quốc độ sống trong quang minh, một cái quốc độ tuyệt vời, một cái quốc độ mà con người ai cũng vui cũng đẹp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không già không bệnh không chết, muốn ăn có ăn, muốn bận có bận, không có chuyện hơn thua đấu đá. Một cái quốc độ như vậy là một quốc độ mà người ta muốn về. Còn bây giờ mình ở đây mình đang chọn cái quốc độ đó để đi về, là một cái nhân tố để đi về cái quả đó. Mà mình lại ở đây đá đổ cái hoàn cảnh vui đẹp mà muốn chọn cái xả đi cái khổ đau, mà gọi là mình đi vào cái chỗ mà gọi là mình tiêu cực thì thua rồi quý vị ơi, thất bại rồi. Tu vậy là thua rồi, hiểu không? Tự nhiên á mà tự nhiên á là cái cho rằng là bị xả cái cảnh bên ngoài, không có đúng đâu quý vị. Những Đức nói vừa nói cái xả gì đó quý vị mới nghe đó. Nó những cái xả, những cái nhân tố không phải đó, đó mà xả. Còn cái cảnh hoàn cảnh mình tu càng ngày càng tốt, nhà mình càng ngày càng đẹp, càng tốt. Con người sống càng phong phú. Đừng có ăn diện bừa bãi tùy tiện như ngày xưa thôi. Thấy không? Đừng có làm cái chuyện phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, mà hãy làm cái cách của mình nhân sinh một chút, cho nó có trí tuệ một chút. Nó như vậy thì quý vị tu học ai cũng muốn tu theo quý vị chứ. Ai cũng muốn tu theo chứ. Ví dụ như bây giờ mình tu học, hai vợ chồng đều biết tu chứ. Chồng nó nói em lợi cho anh
hung miếng coi. Mình nói nè hung đi. Mình cũng ông ẹo cho người ta hung cái cho nó thấy dễ thương, đúng không? Tại vì sao? Vì mình làm vợ người ta, cái gia đình này nó phải hạnh phúc, hiểu chưa? Cái đó không phải là xả, mà cái đó là làm trách nhiệm của mình, hiểu chưa? Trách nhiệm chứ không phải là xả. Trời ơi, nói đến mức vậy rồi, bởi vì đi đến đây ai cũng đẹp là phải. Nó thông cái tâm quý vị, nó thông cái tâm á. Chứ bây giờ mà mình kêu người ta xả là người ta bị vướng tâm, mà người ta làm theo sự miễn cưỡng, không làm được mà. Miễn cưỡng nên xanh xao vàng giọt. Hồi xưa nhà nước biết một cặp vợ chồng này muốn tu thấy ghê mà làm cái cách đó đó quý vị. Chặn miếng vách ngang giữa nhà rồi nấu cơm mỗi ngày, đưa cái tô cơm qua, không được gặp nhau, không được nhìn nhau, không được ngồi chung với nhau. Một thời gian hai vợ chồng xanh lè. Như Đức nhìn rồi, như Đức đó rồi cái kiểu này là thất bại rồi nè, xanh lét rồi. Trời ơi, một thời gian quý vị biết rằng đặt cái miếng vách đó ra rồi nghỉ tu luôn quý vị. Cứ nghĩ rằng nguyên một thời gian quý vị, nguyên một thời gian làm được đi, giống như được mấy cấp đường. Nhưng mà bây giờ xả mấy cấp đường nó ra thôi chán nghỉ tu. Đó là cái bệnh bỏ tu là ngay cái bệnh này nè. Bỏ tu là ngay cái bệnh này nè. Quý vị phải dùng cái câu này nè: niệm Phật là việc của mình làm, tiếp dẫn vãng sanh là việc của Phật làm. Quý vị cứ niệm Phật cho tốt đi, quý vị cứ sống cho thật tốt đi, rồi quý vị cứ làm sao biết đủ mà thường vui đi. Rồi tất cả những hoàn cảnh gì, mình có đồ đẹp thì bạn đồ đẹp, có đồ xấu thì bạn đồ xấu, có xe mới đi xe mới, có xe cũ đi xe cũ. Đừng có đi mượn nợ mượn nặng ai, mà làm cái ngược lại thôi. Chỉ cần có thì cứ dùng, mà dùng làm sao thấy phù hợp, dư ra biết làm việc thiện việc tốt, rồi cứ niệm Phật, ăn chay niệm Phật, như vậy thì chắc chắn Phật được. Được không? Được không? Quá đặc biệt, tại sao không tu vậy đi? Ngộ ghê. Xả xả hoài mệt ghê. Nên Hòa Thượng Tịnh Công ngày xưa ngày giảng buông xả, người không hiểu người ta nói xả làm ăn luôn, nghĩ làm ăn luôn. Cuối cùng không có, có cơm ăn lại nói Hòa Thượng con xả, bây giờ hết gạo ăn. Hòa Thượng không nói tôi kêu buông xả là buông xả tình chấp của phiền não, buông xả cái ác, chứ tôi đâu có kêu buông xả công việc. Thí dụ như một công việc nó cực kỳ ác, phải xả công việc làm công việc thiện, chứ tôi đâu có kêu là nghỉ làm việc. Hoặc tôi kêu vợ chồng phải xa nhau, không, tôi không kêu việc này. Mà tôi kêu là xả tình chấp của tình thương, tình thương dính ái nhiệm cõi đời, tôi kêu xả tình chấp đó. Hiểu chưa? Đó, mà chấp danh hiệu ai với đạo Phật cho chắc, để cầu sanh cực lạc. Cái nguyên lý này quý vị tuyệt vời vô cùng. Nên những đức quý vị thấy tu mười mấy năm nay có ai nói như đức khùng không? Có ai nói những đức ba trợn khùng không? Không có ai nói điều này chứ. Những đức làm khùng người ta vẫn không nói những đức khùng luôn nữa. Làm cũng không giống nữa. Tại vì những đức đâu có khùng. Những đức càng học Phật, những đức càng biết rõ ràng hết trơn mà khùng cái gì? Hiểu chưa? Mà những đức sống phong phú vô cùng luôn. Nói bây giờ các cô rồi trong chùa những đức lo lắng, các vị thấy không? Nhiệt tình từng ly từng tí, những đức bắt cần cái chuyện ai nói gì mà kệ người ta. Họ nhiệt tình với những đức, họ nhiệt tình với các cụ già thì những đức nhiệt tình với họ à. Nó. Bây giờ những đức đi mua đồ ăn cho họ ăn, những đức cũng vui nữa. Tại vì sao? Họ nhiệt tình với các cụ, những đức nhiệt tình với họ, những đức đã nói là những đức làm. Nói vòng vo cho nghe. Ví dụ mình làm chồng đi, mình thương vợ mình đi. Vợ mình nó sanh con, nó nuôi con đàng hoàng, nó lo cho gia đình. Mình cực lực mình mua một món đồ ăn, dù mưa gió mình chạy đi mua cũng được nữa. Mình lo cho nó cũng như mẹ mình cũng được nữa, đâu có sao. Nó là ai? Nó là mẹ mình chứ ai. Thôi thôi quý vị coi, trong cái cõi đời này nó chấp ghép vô nghiệp duyên thôi. Phật đã nói trong kinh mà xem người nam như cha mình, xem người nữ như mẹ mình chứ cái gì. Chứ Phật có nói rằng xem vợ mình không phải mẹ mình không? Nhưng đó là cái nghiệp duyên, nó chấp nối cái nghiệp quả thôi. Chứ nhiều đời nhiều kiếp họ cũng từng mẹ mình đó. Quý vị coi cuộc đời này cũng như một cái tuồng hát vậy đó. Có khi cha con mà đóng vai vợ chồng đó, biển thấy hả? Cả lương á. Đó cũng như một tuồng hát mà. Nên mình phải biết cái ơn nghĩa của người ta rồi dành cho nhau lại. Chồng mà đã đối xử với mình vậy thì mình phải dành cho chồng mình sao? Con người đáp lại tình nhau, ai cười ai? Đúng không? Ai cười ai? Vợ tôi lo, tôi nhiệt tình. Người ta nhiệt tình với tôi, người ta nhiệt tình với con tôi, người ta nhiệt tình với gia đình tôi thì tôi nhiệt tình với người ta.
Bây giờ chùa này họ chúng nhiệt tình với chùa, nhiệt tình với đại chúng, lo cho các cụ già. Những đức nhiệt tình với họ, cần nói vòng vo chứ nghe. Nó nên dẫn nó đi làm răng ngồi đợi 4 tiếng rưỡi. Nó rồi có khi hồi đó giờ không bao giờ đi mua đồ, vô siêu thị lựa từng hũ kem đem về cho ăn. Tại vì họ nhiệt tình. Những đức không có cần nói, những đức là người nổi tiếng nổi gì, chứ tôi nhân sinh tôi sống xác thực nhất luôn, tôi bất cần cái chỗ đó, tôi không quan trọng tới tôi. Chỉ cần người ta nhiệt tình với các cụ già, với cái tâm nguyện tôi nuôi người già, họ thương người già đi, tôi thương họ. Nói vòng vo cho nghe, hiểu không? Tuổi trẻ người ta vô chùa, giờ này người ta nấu ăn với làm bao nhiêu chuyện dưới kìa. Mình bước ra ngoài đời đi, tuổi trẻ nó chạy long nhong ngoài đường, chiều lại là nó bận đồ son miệng, son mặt, phân xón tùm lum. Hiểu không? Phải phân xón không? Sao phát có lộn? Sao phát? Sao phát có nói lộn phần xấu? Hiểu không? Cái câu này của thầy ngày xưa. Hiểu không? Nên từ nơi đó mày biết rằng người ta nhiệt tình như vậy, đi ra đường coi phải chạy trẻ, nó chạy lăng xăng ngoài đường không? Nó chạy gông chạy gũi, nó đi tìm kiếm tá lả âm binh. Còn con người ta giờ này người ta nấu ăn ở dưới, nhiệt tình hết mình, chiều đi lên chánh điện ngồi tụng kinh niệm Phật đi tu, thấy thương không? Không thương nữa hả? Không thương thì tìm đâu mà thương. Hiểu chưa? Mấy ông nghĩ tôi thương là đúng quá luôn. Tôi đi quanh kia 2 ngày thôi là nó đứng nó đợi. Có ai mà như vậy không? Có khi vợ mình ở nhà chưa chắc nó làm như vậy đối với mình. Mà bao nhiêu cô nó như vậy với những đức thì những đức phải vì sao với nó? Mới rõ ràng rồi. Dù cho gặp khó khăn gì cũng ở bên nhau để lo cho nhau, vậy là quá tốt rồi. Bây giờ những đức cũng nhiệt tình với mấy cô, mà chút mấy cô về nhà mấy cô mất tiêu rồi. Những đức ở đây chết queo, mấy cô cũng không hay nữa. Mấy cô có đến thì thầy cũng đã vô hòm mà. Đúng không? Thì phải biết cái trọng lượng của nặng nhẹ nghe. Dù mình đi đến đây mình nghe thầy nói giảng có hay cỡ nào hay, nhưng gia đình mình vẫn là cái trọng lượng quan trọng nhất để mình gầy dựng một gia đình của mình. Mỗi một người nghe đạo mà như vậy thì Phật Pháp thì mới thịnh. Còn nếu như quý vị nghe những đức vị mê chạy theo, bỏ chồng bỏ con, sai. Sai rồi. Chỉ là có thời gian phù hợp để mình đi đến đây mình nghe Pháp để dưỡng cái tâm mình, để về áp dụng trong cái gia đình mình. Chứ không phải là mê ông thầy. Mình là người mến mộ thầy, vì thầy dạy mình đàng hoàng thì mình nghe. Chứ không phải rằng là mình mù quáng mà mình nghe, không phải đâu. Nó cũng nhiều Phật tử lắm, người ta đi về chùa quý thầy nói chuyện ngọt dịu dễ thương, người ta lại mù quáng, người ta đi nghe theo. Có một cô Phật tử mà cô học đạo mà cô gặp như thế, cô nói là con biết vị thầy đó con hộ trì tính ra 8-9 năm chờ đó thầy, mà thầy biết rằng con gần gũi thầy đó con học được cái gì không thầy? Học được cái gì? Học nói dối. Những đức nói vậy thì cô buông ra được không? Dạ buông không được, con không buông được. Mỗi lần sắp sửa buông thì thầy đã điện thoại nói chuyện rất ngọt, thì con chịu không nổi. Thì thấy không? Nó gọi là mù quáng mà đi theo. Còn chúng ta quý vị thấy, từ khi bị đi đến đây tới bây giờ có bao giờ những đức dụ dỗ bị gì không? Quý vị khôn muốn chết luôn mà dụ dỗ. Ai mà dụ dỗ được mấy bà? Mấy bà không dụ dỗ tôi thì thôi á. Tôi dụ dỗ mấy bà trời. Trong chùa quanh năm mà dụ dỗ ai? Phải không? Chứ dẫn ai đi đâu đâu dụ dỗ. Thấy từ khi biết nhau tới giờ 10 năm trời có bao giờ dẫn đi đâu mà dụ dỗ? Chưa bao giờ luôn. Không có bao giờ đi uống cà phê ăn cơm riêng gì hết trơn. Cả đi đến chùa này cũng chưa bao giờ ngồi ăn cơm riêng nữa. Thấy không? Dụ dỗ cái gì? Những đức nói với bà vô đây với bà cũng quý mến, vì không dụ dỗ tôi thôi. Hiểu không? Nói vui ghê. Hiểu không? Nói cái câu này thấy cũng vui với cô. Thôi bây giờ mình nói cho nó vui tao nghe chứ không có gì đâu. Hiểu không? Nên từ nơi đó mình hiểu nhau, tao nói có hiểu thì mới có thương. Nghe với giờ hiểu hết trơn à. Thông tâm. Bởi vì ở nhà mà gia đình vợ chồng được cái gì cứ phanh phôi rõ ràng hết đi, để nó thông cái tâm và hiểu nhau là cái gì mình cũng hiểu hết chứ. Là tự nhiên nó vui lắm, như những đức quý vị bây giờ vui thấy ghê chưa? Hiểu hết trơn rồi. Thầy nói gì chứ không có cái gì xấu chứ. Người ta hiểu hết trơn rồi, thấy chưa? Đó, cái đó gọi là thông tâm.
Nên những đức nói quý vị về đây rõ ràng thông tâm, thông cái tâm mà. Một tiếng rưỡi rồi đó, không, một tiếng rưỡi quý vị thấy không, nó cảm giác nó thoải mái trong lòng gì đâu. Dù là thời tiết nóng mà sao thấy mát khỏi lòng gì đâu, thấy không? Nó rồi đây nè, đây nè, thứ bảy tới nè, nó lễ rồi đó. Thứ bảy tới bên chùa mới đó, nhưng mà chúng ta rủ nhiều người đi đến để mà làm cái lễ đặc biệt nè, chùa mới buổi sáng buổi chiều qua đây, thêm buổi chiều bên đây luôn đi. Tối lớp đạo làm con, sinh hoạt lớp đạo làm con, tối đó là sinh hoạt lớp đạo làm con. Vì thấy chùa là việc liên tục chưa, nó vì chúng sanh mà. Rồi bữa sau lại là tiếp tục chủ nhật, thấy chưa, chủ nhật rồi thứ hai luôn, là cứ hai buổi là 3 ngày 6 buổi. Ở được thì ở luôn, còn không ở được thì về rồi mai lỡ, đúng không? Còn ai mà vô đây ở được thì vô đây ở luôn trong đây 3-4 ngày 5 ngày lễ ở đây, ở luôn đi, ở trong đây yên lắm, lễ lọc ở đây là ngon. Rồi tôi pha cà phê đồ cho uống, đúng không? Tôi pha cà phê cho uống, mua bánh trái chuẩn bị chưa, bột sắn rồi tôi pha cho uống rồi mát mẹ. Về cái là da mặt đồ đẹp, chồng nó thấy nó thương đó. Hiểu không? Người ta ở đây vô đây là người ta nói là gọi là đạo tuốt mà. Đạo tuốt. Mấy bà vô đây là tuốt ngon lành luôn, mà không bị tác dụng phụ nghe. Mấy bà đi đến mà mấy chỗ sửa sang sắc đẹp nó tuốt, mấy bà có chuyện á. Em đi về mấy bà vô đây mà những đứa tuốt đố mà có tác dụng phụ. Tuốt vừa sạch mụn mà không để là tàn da. Ây thế ghê, công nhận nó tuốt mà sạch mụn không để nó tàn da, số một luôn chập, không quá vui luôn ấy mấy vị. Cái kiểu này mà lễ này chắc đông dữ lắm nghe, nên không cơ hội đặc biệt lắm. Những đứa có viết hai câu, đó là vui giả thành tâm niệm Phật. Rồi thêm câu là thành tâm niệm Phật vui giả. Nhớ nghe quý vị, nghiệp chướng đến cách nào để hóa giải? Vui giả thành tâm niệm Phật, rồi thành tâm niệm Phật vui giả. Đáp án rất là gọn, chúng ta một cái đề học rồi có sự đáp án gọn ghẽ vô cùng, đòi hỏi là mình tin hay không thôi. Nhân đức tin 100%. Nếu như bất cứ cái gì trở ngại đến với chúng ta mà mình vui giả mà thành tâm niệm Phật, rồi mình cứ thành tâm niệm Phật đi, rồi nó sẽ có khả năng vui giả liền. Nên tổ sư nói rằng là niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, lâu dài mới chuyển được phàm tâm, đúng không? Cái túc nghiệp dùng những phương pháp khác cũng được, nhưng không có khả năng. Chỉ có phương pháp niệm Phật là có thể tiêu trừ được túc nghiệp. Vì sao? Vì câu Phật hiệu này đi đứng nằm ngồi mỗi lúc mỗi nơi chúng ta cứ niệm, bất cứ vị trí nào chỗ nào cũng niệm. Có nghĩa là cái nhân niệm Phật cái bên ngoài đó, là giống như thế giới cực lạc, là cái nhân bên ngoài nó không có cái để cho chúng ta hiện khởi từ tâm ra được. Bây giờ chúng ta dùng câu Phật hiệu này làm cái nhân bên ngoài để mình thường niệm, để mình thường nhớ Phật, niệm Phật, để cái tâm ác của mình nó không có, nó không có cái nhân bên ngoài để nó phát triển ra lại được. Rồi lâu ngày á, rồi cái túc nghiệp từ trong tâm mình nó tự biến mất, là vì nó không có cái nhân bên ngoài. Thí dụ như bây giờ á, có nhân thì mới có quả, mà nó không có nhân bên ngoài sao mà cái quả nó phát triển được. Nên từ nơi đó mà dùng câu Phật hiệu mỗi lúc mỗi nơi, để mà cái tâm ác của mình bên trong nó không có cái ở bên ngoài để mà nó nhào ra, nó chụp chung với nhau được. Nó nằm im trong đó luôn, rồi từ từ rồi nó đè phục, rồi tự nhiên nó biến mất. Cái này quan trọng lắm nha quý vị.
rất là quan trọng đó. Nên tuy là một câu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật gọn vậy thôi, nhưng mà cái giá trị của câu Phật hiệu này nó lớn dữ lắm. Cái giá trị lớn dữ lắm luôn à, mình phải hiểu kìa. Thì tự nhiên cái phước duyên của mình nó mới đủ lòng tin để mà mình áp dụng. Thì từ khi mà nhận đức gặp Phật Pháp tới giờ là một câu Phật hiệu này, quý vị coi làm bao nhiêu chuyện nhận đức có nói hoài. Tại sao nhận đức có nhắc hoài chỗ này không lê phe? Khoe cũng tốt, khoe để cho người ta làm theo. Quý vị coi có những người, người ta có một cái to thuốc gì hay là người ta đã không dám khoe ra rồi, người ta phải ẵn nhẹm giấu cắt, sợ nhiều người ta biết rồi họ không còn độc quyền. Còn mình làm được cái điều đó lợi ích kết quả, mình đem mình đưa ra để cho người ta làm hoài, mà tại người ta không làm, chứ mình đâu có giấu, đâu có cắt, đâu có mà hẹp hòi gì đâu đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta cái gì hay mình chia cho người ta, cái gì tốt chia cho người ta, cứ là hay tốt chia cho người ta đi là tâm lượng mình lớn à. Ví dụ như cái tâm lượng mình lớn, mình nói ví dụ như một cái lu nước đi, quý vị bỏ một miếng bùn vào nước này chưa đến nỗi đục đâu, chút bùn không đục nước cái lu được. Nhưng mà một cái ly nước quý vị bỏ một chút bùn vào là nó đục ly nước liền á. Nó giống như cái tâm mình như một lu nước đi, mà một chút nghiệp nó để vào không đến nỗi khuấy động được đâu. Nhưng mà nếu cái tâm mình nhỏ như một ly nước thì bây giờ bùn giống như một chút nghiệp nó bỏ vào là khuấy động liền. Nên cái tâm lượng con người lớn á, nó giải nghiệp là ngay cái chỗ là tâm mình lớn quá nên cái sự khoan dung tha thứ mình nó cũng lớn. Nó tập phát cái tâm lượng rộng lớn ra, vì mình niệm A Di Đà Phật mà. Đức Phật A Di Đà tâm lượng ngài quá lớn à. Nên chúng ta là người niệm danh hiệu ngài là không phải là niệm để cho ngài nghe đâu, mà niệm để mình phát cái tâm mình lớn ra. Thì con người cần phải rèn luyện quý vị à. Tại vì mình biết khi phát tâm lượng lớn mình sẽ vui lắm. Có những cái mình làm vì người mà bị người ta chỉ trích mình cũng thấy vui nữa, tại vì mình vì người chứ có gì mình gì đâu. Bây giờ sống trong cái cuộc đời này, quý vị biết rằng cái gì mà không bị chỉ trích. Đức Thích Ca Mâu Ni còn người ta còn không vừa bụng hết đó mà. Đức Phật khi còn tại thế, ngài là bậc toàn giác toàn năng, mà ngài không thể nào đem cái toàn giác toàn năng để đi cứu độ hết chúng sanh đâu. Tại vì có những người, người ta đâu có chịu nghe ngài đâu mà giúp được. Ngài có khả năng cứu giúp được nhưng mà ngài dạy họ không nghe. Và có những ngoại đạo người ta vẫn châm chích Phật, và trong hàng tăng đoàn của Phật mà còn có những người, người ta còn muốn đấu đá tranh giành cái địa vị ở trong đó. Mà thời Đức Phật còn tại thế đã có như vậy rồi, nên mới thị hiện là lục quần tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa dẫn những vị tỳ kheo đệ tử của Phật để mà muốn đụng chạm với Phật. Bởi vì có trong thời Phật đã có như vậy rồi. Khi những sự việc như vậy xảy ra thì Đức Phật bố cáo trước công chúng rằng Đề Bà Đạt Đa và những người đó là những người không nghe lời của Phật. Ai theo nghe lời họ, người đó gán chịu. Tại vì những hành động họ là đi không đúng đường. Đức Phật không có phải vì cái cương vị của Phật, mà Đức Phật muốn dẫn dắt chúng sanh đừng đi lạc lối sai đường. Nếu như Đức Phật mà nói rằng, nếu mà ta nói như vậy, người đời sẽ suy nghĩ rằng ta vì cái cương vị muốn dành những Đề Bà Đạt Đa mà ta nói. Dù họ có nói như vậy thì mặc kệ họ, nhưng quan điểm của ta là vì chúng sanh mà ta nói như vậy. Nên khi mình gặp Phật Pháp, mình gặp được một con đường đi giải thoát mà có thể tu được an lạc trong hiện đời, nên mình mới chân thật mình đem cái Pháp này mình giới thiệu. Đâu phải mình bài xích những cái Pháp khác, mà tại vì cái Pháp này tu được nên mình tán thán cái Pháp này cho mạnh lên, để cho nhiều người được lợi ích. Còn Pháp toàn là Pháp của Phật không à. Bây giờ quý vị tán thán tịnh độ hay tán thán thiền tông, mật tông gì thì cũng là Pháp của Phật. Nhưng mà mình tán thán làm sao phù hợp với căn tính chúng sanh, con người ta có thể tu được, thì sự tán thán này nó đúng như cái quyền ký của Phật luôn. Đức Phật cũng đã quyền ký rằng là thờ mạt Pháp này niệm Phật thành tựu. Có nghĩa là Đức Phật nhấn mạnh cái việc niệm Phật trong thờ mạt Pháp này
Vì Đức Phật nhìn rõ cái căn tính chúng sanh trong thời mạt pháp, chỉ có niệm Phật nương vào bổ nguyện niệm Phật mới thành công thôi. Nên Đức Phật mới nhấn mạnh chỗ này, chứ không phải là chúng ta học tịnh độ rồi chúng ta đi bài xích các pháp khác. Bài xích là đọa lạc đó. Tại vì toàn là pháp của Phật. Chúng ta được quyền tán thán cái phương pháp mà mình tu mà nó có kết quả. Mà chính bản thân mình phải nhìn cái kết quả đó nó sâu sắc. Phải nhìn cái kết quả này làm sao nó cặn kẽ. Bản thân mình tu có kết quả, mà cái kết quả đó nó có đưa mình đi đến chỗ giải thoát triệt để hay không, hay là nó chỉ có cái kết quả xây chùa cao Phật lớn rồi đồ chúng đông thôi. Nhưng mà nhiều người người ta đã không làm được như cái điều mà mình đã làm, thì cái điều đó chúng ta nên nhìn nhận lại cái pháp khác của Phật dạy, mà có thể thượng trung hạ, căn tính nào cũng tu được, ai nghe ai làm cũng được. Như vậy thì mình nên chọn cái pháp mà để dạy cho chúng sanh có căn tính phù hợp. Cái này quan trọng lắm đó quý vị, rất là quan trọng luôn. Chính bản thân Nhuận Đức là người gặp pháp môn tịnh độ, niệm Phật mười mấy năm nay, thì cái việc niệm Phật này Nhuận Đức thấy rằng là câu Phật hiệu này cứ niệm niệm hoài vậy đó. Chưa bao giờ quý vị thấy Nhuận Đức giảng mà nói về cái việc niệm Phật cảnh giới này hoặc niệm Phật nhất tâm thì sao, không có đâu. Nhuận Đức cứ niệm Phật, Nhuận Đức thấy đã hiện đời lợi ích rõ ràng, và nhiều người già trong chùa mình đã có kết quả rõ ràng, còn gì, bao nhiêu cũng đủ rồi, thêm nhiều chi nữa. Nên sau này những đức có những bài chia sẻ Phật pháp, vì thấy không, những người đi hộ niệm, lỡ mà hộ niệm được mềm tốt, ai gì đào Phật. Hộ niệm bị cứng tốt, ai gì đào Phật. Bây giờ chúng ta nói rằng hộ niệm mà mềm mại là chắc chắn giảng sanh. Quý vị lấy cái gì để làm chắc chắn giảng sanh? Rồi quý vị hộ niệm người ta cứng nhắc, quý vị nói người này đọa lạc, quý vị lấy cái gì chắc chắn là họ đi đọa lạc? Chúng ta đâu có thấy đâu mà nói là chắc chắn được. Chúng ta chỉ tán thán thôi. Nên những đứa có nói vào trung đạo, cái giảng sanh là do tín nguyện niệm Phật người đó giảng sanh. Họ mà đã là tín nguyện niệm Phật giảng sanh thì dù họ có cứng nhắc họ cũng giảng sanh nữa. Họ tín nguyện là họ giảng sanh. Bây giờ nguyện thứ 18 là câu chí tâm. Chí tâm là câu Phật hiệu niệm đến cùng. Tin ưa là càng niệm càng thích. Bây giờ mười mấy năm nay như Đức niệm Phật càng niệm càng thích nè. Tin ưa đó, chí tâm là một câu Phật hiệu như Đức niệm tới cùng rồi đó. Tin ưa là càng niệm càng thích đó, rõ ràng đó. Chỉ cần đến khi mệnh chung niệm từ một niệm thôi, đến 10 niệm mà chỉ cần một niệm danh hiệu Phật này thôi, là Phật A Di Đà đã rước quý vị. Dù quý vị cứ ngắt đi chăng nữa cũng là giảng sanh nữa. Không chỉ là mềm, mềm thì còn chắc chắn nữa, hiểu chưa? Nên hai vị trí này đều có thể giảng sanh hết. Chứ chúng ta đừng có bị cái bệnh là đi hộ niệm mềm một cái là ơ vỗ tay mừng qua giảng sanh rồi, đúng không? Có không? Có mà. Mà khi bữa nào mà hộ niệm mà lỡ mà cứng, bắt đầu là mặt sù sù à, buồn quá trời buồn luôn. Trời ơi, niệm mấy ngày nay mà gì đâu cứng ngắc, bị hởm tới giờ mấy ca luôn, cứng ngắc cứng còng mà chắc tôi chán quá, tôi nghĩ đến hộ niệm luôn. Cái chuyện hộ niệm là mình được lợi ích rõ ràng rồi mà, vậy mà mình cứ đi chi cầu các bên ngoài không à. Bây giờ quý vị, như Đức hỏi quý vị nè, bây giờ chúng ta đem một cái dĩa bánh thiệt là ngon, quý vị mời cho người ta ăn, quý vị năn nỉ người ta ăn quá trời luôn rồi. Mà nó nói nó không ăn, không lẽ quý vị cán vô họng nó cho nó ăn? Vì suy nghĩ đi, nó đã không ăn rồi thì mình đem về nhà mình ăn, chứ đâu phải là mình hẹp hòi ích kỷ gì đâu. Mình đã đem cái dĩa bánh ngon, mình năn nỉ, mình kêu nó ăn, mình nói quá trời luôn. Mà nó không ăn, nó không ăn thì mình đem về nhà mình ăn, dĩa này ngon mà. Không lẽ bị đè nó xuống, bị bóp họng nó, hả miệng ra, không nhét bánh vô họng mà cho mẹ ăn. Cái bánh ngon mà bị chơi kiểu đó thì thành bánh dở, bị hạ giá, đại hạ giá. Đồ ngon mà đi đại hạ giá, hiểu chưa? Nên từ nơi đó pháp môn tịnh độ là đại pháp thù thắng, viên ngọc quý, mà chờ người đều phải chăng quý. Mười phương chư Phật cũng tán thán viên ngọc này nè. Vậy đó mà mình á, đem mình tặng cho người, người lại là chê bai,
Trời ơi, chê bai, tao đem về nhà, tao phé nhà tao, treo toàn ten nhà chơi vậy được không? Chê bai thì thôi. Tao cầm viên ngọc quý này, viên ngọc này là viên ngọc như ý mà, không? Đi đâu cũng xách theo. Nà, mình cứ xách theo, mình cứ bo bo bên cạnh hoài vậy đó. Viết rồi cái tâm trạng mình nó vui vẻ, nó an lạc, rồi mọi việc trong cuộc đời giống như như ý hết vậy đó. Cái gì cũng như ý, tốt đẹp vậy. Thì tự nhiên bản thân mình đã được vậy, người ta nhìn mình cái tự nhiên người ta cũng muốn xin viên ngọc như ý này cầm chơi một chút. Lúc đó họ trân quý thì lúc đó mình cho họ mượn. Còn thấy đủ duyên thì tặng. Thấy không? Thì thấy rằng cái pháp gì nó thấy nó trân quý gì đâu. Đừng có nên nài nỉ quá đáng. Chúng ta chỉ cần đem khoe là được rồi. Ai thích thì áp dụng, còn không thích thì thôi. Bản thân mình cứ phơ phớ như diều gặp gió vậy. Hiểu không? Thế vị biết rằng những đứa gặp tịnh độ này phải rõ ràng như diều gặp gió không? Rõ ràng mà một con người không ai biết đến gì chứ, mà bây giờ như diều gặp gió vậy. Fan hâm mộ cũng nhiều. Hiểu chưa? Quý vị thấy không? Từ nơi đó mà phải là câu Phật hiệu này thù thắng không? Bây giờ người ta ai mà không muốn có danh và có tiếng đi. Nhưng mà niệm có hiệu, có danh, có tiếng rõ ràng luôn. Rồi có tiền nữa. Phải không? Rõ ràng luôn mà. Quý vị coi, không có danh, không có tiếng, không có tiền, sao mà lo được cho ngàn mấy trăm người? Rồi xây chùa làm bao nhiêu chuyện chương trình? Rồi làm sao mạnh dạng tổ chức chương trình? Quý vị không có tiền sao tổ chức? Rồi thôi sao mà dám mạnh dạng rủ quý vị về tu? Rồi sắp sửa tới lễ vía Quan Âm mà đặt 20 ngàn cái máy niệm Phật, đúng không? Nó điện bên kia ta đặt rồi đó, nó kêu người ta cố gắng làm á, trước vía Quan Âm phải có gom mấy điều niệm Phật gọn gọn lại với ba cái đoạn pháp cho người ta cầm cái máy niệm Phật, có khi người ta cũng được nghe pháp trong đó nữa. Ngày xưa có cái công đoạn trong cái máy niệm Phật đầu tiên những đức làm á, sanh tử tâm thiết, nó hay ghê phải không? Bây giờ nhà Đức lấy làm lại với thêm 2 công đoạn nhà Đức mới thu. Nhắc mình gọn nhất mà lúc nào cũng vậy, đeo máy niệm Phật mà bật lên cũng nghe nhắc nhở xác thực luôn. Nó đó là cái điều mà mình thấy rõ ràng không? Một câu Phật hiệu này nè, có danh, có tiếng, có tiền. Thấy không? Thấy chưa, rõ ràng chưa? Niệm đó, ra đó, thấy chưa? Danh là bây giờ nhiều người biết rồi nè, không? Có tiếng bây giờ người ta tìm về nè, thấy chưa? Có tiền để mà làm nhiều chuyện. Một câu vật hiệu như diều gặp gió, một chuyện niệm nữa thôi. Hiểu không? Những đức mà không niệm Phật á, đời này của những đức có cố gắng cũng không được cái gì, một góc độ nào như hiện tại những đức đang có. Mà sống thiệt là vui vẻ, thiệt là an lạc, mà lại có tình người nữa. Rồi quý vị coi á, những đức mà không niệm Phật làm sao những đức mạnh dạn rủ rê quý vị mà cái việc mà lễ lọc rồi đi về đây tu. Thấy không? Rủ vợ người ta về tu. Mấy ông nghe giờ cũng thấy bình thường, người ta gì? Nó có quyền rủ. Vợ mấy ông đủ duyên thì đi. Hiểu không? Nó. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là nó mà có duyên, có phước rồi thì quý vị nghe quý vị thấy thích à. Có duyên có phước với tịnh độ á, làm quý vị nghe tịnh độ, quý vị nghe gì nó sống động, nó thích liền, thấy không? Mà cái người mà không có duyên thử coi, họ ngồi một chút là họ chạy mất tiêu. Cái báu vật đó mà họ bỏ đó. Nên những đức mới lý giải cái chỗ gì? Lý giải cái chỗ kẻ cùng tử nè. Kẻ cùng tử này muốn đi tìm nè, đi tìm một cái một củ quý nè, mà đi tìm bao nhiêu năm tìm không ra cái của gì luôn nè. Vậy mà không ngờ câu vật hiệu này là của quý mà nhiều người cũng thấy, cũng biết luôn, nhưng mà lại vô tình bỏ cái của này. Không ngờ luôn á quý vị. Có nghĩa là trước mặt mình đã có rõ ràng hết trơn rồi đó, vậy đó mà mình đi bỏ mà đi tìm. Cuối cùng khi mà một đời kiếp nào của vô lượng kiếp gặp Phật, Đức Phật nói con, cách nay hàng vạn năm về trước con đã gặp của báo rồi đó, nhưng mà do con không tiếp nhận của báo đó thôi. Khi lúc mà chúng ta chứng quả rồi, chúng ta mới thấy đúng là lắc đầu cho chính mình.
cái khoảng thời gian mà bỏ đi hàng ngàn hàng vạn kiếp, đúng ra là chúng ta đã thành Phật lâu rồi, nhưng do bỏ cái của báo vô giá danh hiệu Phật này mà tới bây giờ mới thành Phật. Than thở một tiếng, này chúng sanh, hãy niệm Phật đi, đừng bỏ thời gian vô lượng kiếp trôi lăn trong lục đạo nữa. Khi mình thành Phật mình sẽ nói câu đó liền á. Tại vì chính ta nè, chính ta đã trôi lăn trong lục đạo vô lượng kiếp rồi nè, bây giờ ta thành Phật ta mới biết. Thì ra là danh hiệu Phật này có thể giúp cho chúng ta một đời thành Phật. Vậy mà mình bỏ, mà hiện đời quý vị niệm Phật, hiện đời quý vị đã có tất cả liền, 100% luôn, những đứa đó thấy mấy người rồi đó, mà tu tịnh độ rồi đó. Một là Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, quý vị thấy cuộc đời của Ngài phước báo cỡ nào chưa? Rồi hai là những đức thấy, những người mà những đức gặp và được gần gũi, đó là Đại Đức Thích Nhất Nhàn. Thấy rõ ràng từ câu vật hiệu đó quý vị, từ câu vật hiệu, từ bộ kinh Vô Lượng Thọ mà làm nên sự nghiệp của cuộc đời tu hành. Thấy chưa? Rồi những đức đi đến đó mới học được. Rồi tới đời của những đức là bèo nhất. Những đức là nói thật là bèo nhất rồi đó. Như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không là Ngài được học mấy vị thầy, mà Ngài là một bậc học giả đặc biệt, thông gọi là Nho Thích Đạo. Rồi trí của Ngài thông minh cực kỳ luôn. Thầy Lý Bỉnh Nam giảng một tiếng đồng hồ, Ngài có thể trùng tiên lại 55 phút. Quý vị nghĩ đi, Ngài nói như vậy là có nghĩa là Ngài đã giảng lại được một tiếng. Thầy Lý Bỉnh Nam giảng một tiếng thì Hòa Thượng Tịnh Không giảng trùng tiên lại một tiếng y rang luôn. Vì thấy cái trí cỡ nào chưa? Cái trí của Ngài giống như là Ngài A Nan Đa Văn Đệ Nhất vậy đó. Nghĩa là cái trí tuệ của Ngài thông minh đến mức như vậy đó, mà Ngài học toàn là những vị thầy rất là giỏi, nên Ngài thông suốt gọi là Nho Thích Đạo hết. Tới Đại Đức Thích Nhất Nhàn thì Ngài cũng đi cầu học chỗ này chỗ kia, đi tìm hiểu chỗ này chỗ nọ, biết nhiều đúng không? Thì cũng là tương đối được đi. Tới những đức đây nè, nó mới là cái dạng bèo nhất cho quý vị thấy tịnh độ nè, đúng không? Những đức là cái dạng bèo nhất cho quý vị thấy tịnh độ này thù thắng nè. Đó, nhiều người lắm, nhưng mà chúng ta điển hình là chứa bản thân của mình là gặp trực tiếp và được gần gũi đi. Thì quý vị biết rằng là bèo nhất đó là gì? Đó là gặp thẳng tịnh độ, đi thẳng vô tịnh độ và hành trì luôn tịnh độ. Như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không phải bỏ ra thời gian, thời gian hình như cũng nhiều năm đó à. Rồi Đại Đức Thích Giác Nhàn cũng bỏ ra thời gian mấy chục năm mới gặp. Chính những đức mới trực chỉ đi thẳng nè, là khi gặp tịnh độ là gặp luôn, và hành tịnh độ và tu tịnh độ, tới bây giờ thành chuyên tu tịnh độ. Mà những đức muốn duyên đến mức mà những đức bây giờ không muốn biết thêm cái gì nữa luôn. Bây giờ những đức không muốn biết thêm cái gì nữa luôn. Nên chùa của mình á, những đức thấy có một ngôi chùa cũng quen nhau, là chuyên in kinh sách rất nhiều, rất nhiều loại kinh sách thầy chủ trì in. Những đức nói rằng mình khỏi in nữa, vì thầy in quá nhiều, tôi phổ biến máy niệm Phật, máy nghe Pháp cho thầy. Vì tôi muốn đi con đường này là tôi đi chuyên luôn. Nếu tôi in sách kinh thì trong chùa này sẽ đọc, nên tôi không in luôn, tôi gọt hết luôn, để cho ngôi chùa này trở thành ngôi chùa chuyên niệm Phật luôn. Chỉ có là máy nghe Pháp, máy niệm Phật, máy bấm số, đèn bông sen, toàn là làm những cái điều mà hiện tại sự phát triển của xã hội, mà đi theo sự phát triển này của hiện đại hóa, để đem tịnh độ đi vào hiện đại hóa. Thì những đức thấy rằng ngôi chùa mình đi vào chuyên luôn quý vị, chuyên luôn rồi đó. Quý vị biết rằng những đức nghỉ in sách tới bây giờ tính ra hơn 4 năm, gần 5 năm rồi. Nghỉ in sách, sách trong chùa mình gọt hết luôn, và chùa mình không có tụng kinh luôn, chỉ chuyên niệm Phật luôn. Vì sao quý vị biết không? Vì chùa mình quá nhiều người già. Những đức đã đi sâu sắc luôn, tìm hiểu rất kỹ luôn. Quý vị biết rằng cái giờ mà tụng kinh 15 chương kinh đó quý vị, thê thảm lắm. Những đức nói thiệt, đúng là căn tính mình bèo thiệt, bèo đến mức mà còn hơn bèo bèo đến mức mà còn hơn bèo. Trời ơi, đừng có nói là 15 chương kinh, cái điệu địa chung thôi,
có 20 phút mà gõ muốn gãy tay, keng 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 thôi. Vậy mà mới vô có 7 phút thôi là. Mà điệu địa chung là cái niệm chậm, mà đi nhanh là đi nhanh vô luôn đó. Mà keng 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 vô lỗ tay đó, vậy mà có 7 phút thôi mà. Vì coi chứ đừng có nói mà tụng kinh 15 chương kinh khi tụng á, quý vị biết những đức đã từng cho máy quay phim quay là hết nguyên cái dàn chùa mình là thường trụ đó, mà thường thức quen đó, từ thầy bà ni nét gì gục ngã hết chứ, ngủ gục hết, quay lại rõ ràng mà tính kỹ ra, kỹ thiệt kỹ luôn, thì ra là đúng rõ ràng mình chỉ còn có một câu vật hiệu cứ dọn ra dọn vào, dọn tới dọn lui, dọn ra ngủ gục, dọn vào ngủ gục, cứ ngủ gục không à. Tụng một chút rồi bắt đầu là chút là bắt đầu mình thì tụng, còn ở dưới là gì ngủ gục là cái miệng nó quý vị, đây là rõ ràng 100% luôn, đây là sát nút luôn rồi còn gì nữa. Ở dưới là rồi mấy chú nè, mấy cô đồ nè, mấy cụ nè, một số người thì cũng được, còn một đa phần nhiều luôn nè. Vì coi á, bây giờ quý vị chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật hoặc một câu A Di Đà Phật là nó đã có rồi. Quý vị coi bây giờ tổ sư nói một câu A Di Đà Phật á, một bên đây là để một câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, một bên đây là để Tam Tạng kinh điển mà Đức Phật giảng 49 năm, vậy mà để hai bên để căng, vậy mà bằng nhau, để hai bên căng một câu A Di Đà Phật, một câu Nam Mô A Di Đà Phật, và để bên đây là Tam Tạng kinh điển giảng 49 năm, để lên bằng căng, căng vậy mà bằng ngang nhau luôn, bằng ngang nhau luôn quý vị coi. Vậy mà bây giờ chúng ta không vô đi niệm Phật cho nó dễ, chúng ta nói không làm cái khó mà được, thôi thì làm khó đi, ai làm khó thì để dễ cho tôi, tôi dở lắm, tôi làm dễ cho không, ai muốn làm khó đi đi làm khó đi, nó muốn thêm gì cứ thêm đi, tôi cứ làm hoài vậy đó, làm hoài mà phơ phớt đúng không, làm hoài phơ phớt thấy chưa, không chán nghe, niệm hoài mà càng niệm càng thích, không có chán, chí tâm tin ưa sao chán. Câu vật hiệu chí tâm là câu vật hiệu niệm đến cùng, tin ưa là càng niệm càng thích đó. Nên thấy không, cái đề học của mình hôm nay nè, nghiệp chướng đến cách nào để tiêu trừ hóa giải đây, thì bây giờ đó là vui giả là chỗ rất quan trọng. Quý vị có khả năng vui giả là quý vị biết làm sao mà có khả năng vui giả không, là quý vị tin sâu nhân quả mới vui giả. Nên câu đầu tiên thầy Ấn Tổ ngày dạy là tin sâu nhân quả rồi mới tín nguyện trì danh, mà tín nguyện trì danh là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng đó, là tin sâu nhân quả rồi một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng rồi mới cầu sanh cực lạc, là quyết chí một đời bản sanh cực lạc quốc, là cầu sanh cực lạc đó, hiểu chưa. Hai cái đề mình học đó là tín nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc đó, hai cái đề đó. Nhưng mà câu đầu mà Ấn Tổ nghe nói là phải tin sâu nhân quả, thì người đã tin sâu nhân quả rồi, tin mình gieo nhân là mình gặt quả, mình trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà, trồng dưa ăn dưa, còn trồng mai dương thì ăn gai hiểu không. Thì bây giờ mình không có trái nào mình ăn hết trơn mà toàn là gai không à, vậy là biết mình trồng mai dương rồi, mà trồng ác á chưa, trồng nhân ác á, nên bây giờ mình toàn là hưởng gai không à. Còn người ta trồng dưa nên người ta vẻ dưa thì người ta ăn ngon lành ngọt ngay, hiểu không đó. Thì từ nơi đó mà bây giờ hiểu được cái nhân và cái quả thì mới vui giả ha, hay nè, hiểu được cái nhân cái quả thì mới vui giả. Cái chữ vui giả này không có dễ đâu, không có mấy người chúng ta vui giả được đâu, cả chúng ta nghe hoài luôn đó mà chúng ta cũng khó vui giả lắm, mà phải cần thầy nhắc hoài cho mình nghe thì mới vui giả được đó, chứ đừng có nói mà nói thằng làng, trời ơi căn tính mình mà nói thằng làng, nói một lần nó thành con thằng lằn luôn nữa, cứ nói tu đố mà nó tu á, nói thằng lằn là nó bỏ tu luôn á, nó chạy tùm lum. Quý vị biết quý vị về đây là nhờ những đức đưa quý vị một tư tưởng nó quá chuẩn, nên quý vị mới có thể quy hướng vào mục tiêu á. Chứ nếu như những đức lơ lơ là hoặc đi đến đây mà bữa nay cái này ngày mai cái nọ, hoặc là chùa này bữa nay mời người này giảng, ngày mốt mời người kia giảng, những đức nói quý vị đi tá lả âm binh luôn, đi về đây cũng không có phương hướng nữa. Đừng có nói mà cả chục năm nay mà được kết quả gì, không có kết quả đâu. Quý vị đi vòng do tâm quá không có được cái gì đâu,
Như Đức nói thiệt, nhờ quý vị gặp ngay ông thầy, ông không biết cái gì nhiều quá. Không biết cái gì nhiều quá. À, cái câu nhà Đức nói là không biết cái gì nhiều, có nghĩa là những Đức không có biết những cái văn tự này kia nhiều. Nhưng mà trong cái nhân sinh những Đức lại biết nhiều. Phải không quý vị, nghe rõ ràng những Đức biết nhân sinh nhiều mà. Nó có nhiều người, người ta biết cái văn tự rất là nhiều, nhưng mà nhân sinh trong cuộc đời người ta lại không biết. À, quý vị thấy nhà Đức mà chia sẻ Phật pháp ông vợ chồng con cháu, nhà Đức nói quá trời luôn. Mà trong cái cuộc đời này mà vợ chồng con cháu thì cái đề này làm sao chạy khỏi. Cái đề này quý vị đưa đâu cũng dính hết chứ nha. Tại vì con người đến với cái cuộc đời này là vợ chồng con cái, đó là cái nhân sinh rồi. Mà ta nói gì vợ chồng con cái, người ta đi từ đó để mà người ta cho quý vị thấy được vô thường. Cái này nó mới đạt nè, đó không có chuyện giỡn đâu nghe. Nó sâu sắc lắm á. Đó. Nên mình phải hoàn toàn tin sâu nhân quả, cực kỳ sâu thì mình mới vui trả. Mà mình vui trả rồi chưa có khơi xong đâu. Tại có những người ngày xưa người ta chưa tu, người ta khổ, người ta cũng nói thôi trả phước cho rồi, cho hết đời là xong. À cái này nè, nhiều người bị lắm nè. Khổ quá, thôi trả đại đi. Ngày xưa ông bà già ngày xưa là thường như Đức cũng nghe mẹ như Đức. Mà khi ba như Đức mà ông chửi bà, mà ông đánh bà đó, là bà nói một câu nè: thôi trả đại đi, mai mốt chết rồi thôi. Đó, như Đức nghe hoài mà, nghe thường nói vậy đó. Bây giờ chúng ta là người biết tu nè, vui trả. Nhưng mà mình phải thành tâm niệm Phật. Rồi mình thành tâm niệm Phật á, mình mới đi sâu sắc vào định lực nhân quả, rồi mình mới vui trả. Nói vì thấy chưa, câu nó rất là hay chứ không có giỡn đâu nghe. Rồi mình là người niệm Phật thì gặp sự cố gì cũng phải bình tĩnh. Nó như hôm qua cái cô kia, cô té một cái, cô gãy cái tay mà cô bình tĩnh. Thấy không? Thì cái câu những Đức tiếp nói với vị nghe nè: bình tĩnh, người niệm Phật khi gặp bất cứ sự cố gì phải bình tĩnh. Bình tĩnh niệm Phật, rồi niệm Phật mới bình tĩnh. Đó, đúng không? Rất là hay quý vị. Nó, mình muốn mình bình tĩnh là mình nhờ niệm Phật. Mà mình muốn á, mình niệm Phật được thì mình mới bình tĩnh. Đó, hai cái nó kết hợp chưa? Quá đặc biệt luôn. Nên con người bình tĩnh không chưa có được đâu thì phải niệm Phật. Mà người này niệm Phật thì người này mới bình tĩnh. Đó. Nên cái bà hôm qua bà té bà gãy tay, bà khuyên mình niệm Phật đi, không có sao đâu đó. Bà bình tĩnh đó, thấy chưa? Đó là cái mà bà hiểu về định luật nhân quả. Nó bà nói một câu rằng á, nhờ vô chùa mà nó té nó gãy cái tay, chứ nếu không ở ngoài nó gãy cổ. Như Đức cũng từng nói câu này mà, hiểu không? Gãy cổ với gãy tay, quý vị đòi gãy cái nào? Chắc quý vị nói không muốn gãy gì chứ. Không, nó phải trả. Nó phải trả, nhẹ nặng nó phải trả. Nó có nghĩa là bà tránh được cái tam đồ ác đạo, bà trả cái qua báo thế gian. Mình là người tu hành á, mình nên nói cái câu mà để động viên mình á. Khi gặp bất cứ sự cố gì, động viên mình bằng cách là: quá giải tam đồ, trả qua báo thế gian. Trả qua báo thế gian, chánh tam đồ ác đạo. Hiểu chưa? Trả qua báo thế gian để chánh tam đồ ác đạo. Chánh tam đồ ác đạo để sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại vì chánh được tam đồ ác đạo rồi, quý vị mới sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu quý vị vô tam đồ ác đạo sao mà sanh Tây Phương Cực Lạc? Đó, thấy không? Đây là những câu tuyệt chiêu không á nghe. Tuyệt chiêu không chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Đó, bữa nay mà ai đến đây là toàn là nghe mấy câu tuyệt chiêu luôn đó. Không mà ngộ nghe, càng giảng tịnh độ càng giảng tuyệt chiêu nghe. Tuyệt chiêu là gì? Là nhất chiêu. À, tuyệt là chỉ có nhất là một chiêu thôi. Hiểu không? Ngộ tay một chiêu mà thành công, thấy không? Một chiêu niệm Phật. Nó một chiêu niệm Phật niệm hoài. Thấy không? Có một chiêu niệm Phật này mà niệm luôn Quan Âm nữa, thấy chưa? Tổ chức luôn lễ hội, làm bao nhiêu chương trình luôn, chỉ có một chiêu niệm Phật thôi. Nó quý vị đi tìm nhiều chiêu chi à? Tập người ta quen một chiêu thôi. Mình đọc tùm lum chiêu hết trơn á, họ quen cái tật họ đòi hỏi. Phải không? Mấy ông suy nghĩ cho kỹ nghe.
dạy người ta một chiêu thôi thì người ta cứ quen cái chiêu đó hoài, người ta đi đâu người ta cũng nhớ cái chiêu đó chứ. Không mà ngộ con người mình đó nghe, quý vị càng tập họ nhiều thứ thì họ lại càng đòi hỏi nhiều thứ. Quý vị cứ một thứ làm hoài đi. Ý tôi nói là niệm Phật á, cứ niệm Phật hoài đi. Cứ niệm Phật hoài đi là tự nhiên ta thích à, mà ta thích thành quen, hiểu chưa? Chứ mình đừng có đi đầu này đầu kia, mình đi tìm kiếm, mình học hỏi thêm chi. Không, có nhiều người người ta cho rằng là phải học hỏi nhiều thứ. Ha, giống như ngày xưa những đức biết một vị này, ông niệm Phật, nhưng mà ông đi đâu ông cũng học thêm một chút, ông đem về. Ông cứ đem về, ông đem giết rồi ông lạc luôn, tùm lum tùm la luôn, thấy chưa? Nên những đức nhìn từ ông mà những đức thành nhất chiêu. Đúng không? Nó nhất chiêu là thấy hay, là một chiêu thôi. Cứ niệm Phật, cứ môn nào cũng vô niệm Phật hết là nhất chiêu. Còn nếu như mà quý vị làm cho nó lạc cái chiêu niệm Phật này là quý vị thua liền, không nói dòng gió chứ. Vì còn nói thêm cái này, thêm cái nọ, thêm cái kia là quý vị lạc, lạc luôn. Những đức nói thiệt, bây giờ cái thời cuộc nó phát triển văn tự dữ lắm, nó đa dạng phong phú lắm, nên chúng ta chỉ cần nghe thử cũng bị dính nữa. Lạ kỳ, nghe thử mà thấy nó có tình lý, mình nó đáp vô nó bị dính liền à. Thôi bây giờ tôi thấy rồi, cái tình lý gì nó cũng bằng cái tình lý niệm Phật hết chứ. Thôi chúng ta cứ nhất môn tình lý niệm Phật đi là hay nhất à. À quý vị ơi, mười mấy năm rồi. Thấy chưa? Câu Phật hiệu này cứ làm tới đi là bị thành công mà. Nhận đức nó thì cả đời mình cứ niệm Phật hoài đi, thì đừng có đòi hỏi là nhất tâm hay là đạt công phu gì hay đi vào cảnh giới gì. Cái cảnh giới thù thắng nhất là cái cảnh giới vui niệm Phật á. Cảnh giới thù thắng nhất vì biết á. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói là rằng là bây giờ quý vị cứ niệm Phật đi, nếu như quý vị muốn học cái gì quý vị về Cực Lạc xong quý vị hả học. Nhưng mà ngài nói lại câu rằng quý vị hỏi tôi về Cực Lạc á, tôi có đi học thêm không? Ngài nói không, tôi đi niệm Phật, vì niệm Phật mau thành Phật đó. Thấy chưa, quá hay luôn. Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói vậy mà, ngài nói bây giờ mình mới về Cực Lạc mình chưa làm Phật liền, nhưng mà bây giờ mình tiếp tục niệm Phật để mình cực kỳ mau thành Phật. Tại sao mình không niệm Phật mà mình đi hồng chi cho nó kéo dài thời gian? Mà khi mình thành Phật rồi, tự tánh viên mãn của mình hiện lộ, thì cái gì mình cũng biết. Ở trong cái của mình là nó có sẵn rồi, mà chỉ vì chúng ta bị chướng che. Bây giờ chỉ cần niệm câu Phật hiệu này là niệm cái ông Phật bên ngoài, để ông Phật bên trong của chúng ta phát triển. Vậy thì mình hiểu hết trơn rồi, hiểu không? Bây giờ quý vị thấy những đức giảng thuyết á, lập trình cái gì, rồi những đức giảng thuyết đây, những đức viết cái văn tự gì, mà sao những đức lên giảng kịch liệt quý vị nghe được, mà những đức nói chuyện lại nói luôn, viết từng câu quý vị nghe được luôn, nó rõ ràng không? Mà hết nhớ cái này tới nhớ cái kia, hết nhớ tới kia cái nhớ cái nọ. Có nhiều người nói ông giảng cái gì đâu không, ông lên ông giảng cái gì đâu không, lên đấy, lên đây ông giảng. Có nhiều người muốn giảng cái gì đây không mà không giảng được đó. Đừng nói chuyện dẫn chơi nghe, niệm Phật đó mới được á. Phải chịu khó niệm Phật. Trước khi mà những đức qua đây chia sẻ Phật Pháp á, là những đức lễ Phật bên kia đó. Hãy lễ Phật để đầu óc tỉnh táo, để âm điệu cái tiếng của mình nó phải nghe, phải mạnh mẽ. Khi niệm danh hiệu Phật thì tiếng mạnh, mà lễ Phật thì đầu sáng, trí sáng. Nên những đức tin 100% môn lễ Phật là đặc biệt. Những đức nói quý vị chuẩn bị đi ký hợp đồng làm ăn này kia, bị lễ Phật xong thì hãy đi, lễ Phật xong đi hãy đi, quý vị sẽ thấy à, hay dữ lắm. Rồi cái chỗ này mình làm mình thấy rõ mà, quý vị coi một ngày mà 4 buổi giảng, nhiều người hỏi thầy sao mà thầy giảng hoài vậy trời, sao mà thầy giảng được hay vậy? Những đức nói niệm Phật, niệm Phật sẽ giảng được à. Nghĩa là Hòa Thượng Tịnh Không á, lúc mà ngài dạy cái lớp học giảng kinh á, là ngài đưa lên cái thời khóa tu cho cái người mà học giảng kinh là sáng lễ 100 lại, chiều lễ 100 lại. Thời khóa của những người học giảng kinh là thời khóa như vậy đó. Như vậy mà những người người ta học ở trong cái lớp dạy mà giảng kinh của ngài á,
Người ta học 6 tháng thôi, người ta nói một câu gì nè: học ở đây 6 tháng á, học nơi khác 5 năm cũng không bằng. Không đơn giản đâu, nghe này phải tin đó quý vị. Phải tin á. Nên á, mình cứ tán thán danh hiệu Phật này, vì danh hiệu Phật này quá đặc biệt. Quý vị mà niệm lâu ngày rồi có người bị rất là bình tĩnh. Mà quý vị biết lý gì sao mà quý vị sống trong cõi đời này gặp nhiều sự cố mà bình tĩnh được không? Tại vì quý vị biết cái thân này sớm muộn cũng chết. Chết sớm chết muộn cũng chết. Vậy thì chỉ có cái mạng này thôi. Một là gãy tay gãy chân, bể đầu, chảy máu. Nó chỉ là như vậy thôi, thì đi đến cái chỗ là chết. Thì bây giờ nó gãy tay nó cũng còn sống, thì bình tĩnh, bể đầu nó cũng còn sống. Thì nó là đi tới cái chết là cái kết cục cuộc đời. Thì là mình đã chấp nhận là sớm muộn cũng chết. Mình đã biết đó là sớm muộn cũng chết. Nên mình bị cái gì mình cũng bình tĩnh, là vì mình biết nó sẽ chết. Đúng không? Còn người ta không bình tĩnh được là vì sao thì biết không? Người ta không bình tĩnh được là vì người ta nghĩ còn sống. Người ta nghĩ còn sống. Và khi người ta mắc của mà quý vị biết vì sao mà người ta mà bắn loạn tâm trí không? Vì người ta nghĩ rằng của này là của người ta, nên người ta phải giữ gìn cho chắc. Nên mắc người ta bị bắn loạn tâm trí và có suy sụp tinh thần luôn. Quý vị phải tin hoàn toàn là cái phước trong mạng quý vị mà có thì cỡ nào nó cũng có. Cái phước trong mạng mà nó không có thì có giữ cũng không, nó không giữ được 100% luôn. Bây giờ chúng ta ví dụ gì dễ hiểu nè quý vị. Cái phước trong mạng mình thì giống như là cái thùng mà cái đáy thùng vậy đó. Quý vị đã có cái phước là cái đáy thùng nó chắc rồi. Vì đổ nước vô thì nhiêu là nó giữ nước được ở trong cái thùng. Nhưng mà quý vị mà không có phước trong mạng thì giống như là đít thùng lũng vậy đó. Quý vị có đổ vô bao nhiêu thì nó cũng chảy sạch nhách à. Mà trong cuộc đời này là như vậy mà, quý vị coi có không? Giải thích đây là dễ hiểu nhất rồi đó. Mà chúc quý vị an lạc nha. Hãy về đây rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật quý Phật tử khắp nơi về tu học rất là đông. Có nhiều người chúng ta, nhất là người nữ, chúng ta mang cái nghiệp phá thai cũng nhiều. Nhiều người khi gặp những đức họ nói khi về đây dự lễ hoặc khóa tu, viết tâm trạng cũng như nhẹ nhàng thoải mái, chắc là những hương linh thai nhi cũng nương vào đạo tràng tu học rồi cầu sanh cực lạc, không còn cái tâm báo thù, nên tâm trạng họ rất nhẹ nhàng. Từ nơi đó mà những cái chương trình như thứ bảy tới này bên chùa mới, đó là những cái khóa tu mà giống như mình hồi hướng cầu an cho người thân và cầu siêu cho ông bà tổ tiên của mình ngay ngày dỗ tổ Hùng Vương. Đây là rất ý nghĩa. Và ngày 30/4 và 1/5, hai ngày khóa tu xuyên suốt. Đây là những chương trình khóa tu rất là đặc biệt quý vị, để chúng ta về tu học, vừa cầu an cho người thân mình, từ cầu an cho người nên mình cũng an, và cầu siêu cho người nên mình cũng siêu. Từ nơi cái tâm đó mà mình hướng về Phật Pháp, mình tu học, và chúng ta đem cái công đức của toàn thể đại chúng tu hành, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, nhờ Ngài xây chùa mà mình có điểm về đây tu học, nương tựa. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho ông bà cha mẹ và người thân chúng ta, ai cũng được bình an và nhờ cái phước duyên này mà nương vào Phật Pháp biết tu hành, hướng về thế giới cực lạc. Và chúng ta nguyện đem cái công đức này nguyện cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này. Nguyện thần thức quý vị được sáng suốt tỉnh táo, biết nương vào bổn nguyện niệm Phật, Đức Phật A Di Đà đã phát lời nguyện. Tất cả những chúng sanh nào chỉ cần nghe danh hiệu Phật
mà phát tâm niệm Phật, buông cái tâm hận thù đòi nợ, thì nhất định Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng sanh đó về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngạ kim tây nhự cung, từ thực biến thập phương nhật tiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngạ kim tây nhự cung, từ thực biến thập phương nhật tiết ngũ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, từ thực biến thập phương nhất tiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án mộng lũng lăng ta bà ha, án mộng lũng lăng ta bà ha, ta bà ha. Án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thầm nhị loại cô hồn ơi, ú vị vô danh nộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành à, có nay sinh phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Cái công đức phóng sanh rất là lớn quý vị. Vì tất cả chúng ta ai cũng thương nhất là thân mạng của mình, thì tất cả chúng sanh cũng thương nhất là thân mạng. Từ nơi đó mà khi chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, họ cảm ơn mình lớn dữ lắm. Nên nhiều người chúng ta sanh đến cuộc đời này mình bệnh hoạn rồi chết yểu là từ nơi sát sanh mà ra. Nên bây giờ những người mà bị bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia mà không còn thuốc trị nữa đó, chúng ta mà ăn chay đi, phóng sanh đi, nó có cái sự chuyển hóa rất là đặc biệt quý vị. Và nhất là mình về đây mình tu học, mình nghe Phật Pháp để mình chuyển hóa cái tâm buồn phiền nặng nề, nó sanh cái tâm an vui. Từ nơi đó mà bệnh tình tự nhiên nó thiên giảm mà. Hay dữ lắm. Nhiều người ta về đây mà ta được lợi ích này rất là lớn. Nên quý vị khi chúng ta nghe Phật Pháp rồi tập ăn chay từ từ, rồi bắt đầu mình phát tâm ăn chay trường luôn, đó là dứt đi cái nghiệp sát. Cái nghiệp sát là cái nghiệp nặng nề nhất, và quán thù kiếp nạn nhân sinh này
cũng từ cái nghiệp sát mà ra. Nên mỗi người mình về đây mà mình cộng tu ngày Chủ nhật, ngày lễ á, mà phóng sanh cũng đi thực ngày mấy lần, thù thắng dữ lắm quý vị. Nên nó chuyển hóa cái nghiệp duyên của mình thì tự nhiên con người mình nó an lạc vui vẻ. Bây giờ chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cho tất cả những con chim này xong, mình thả nó ra. Khi tất cả những chú chim này nghe được Pháp Môn Tịnh Độ rồi, khi thả ra ở xung quanh chùa, khi bỏ thân này đều hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vui vẻ hoan hỷ vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.